con bớt lạng lạng được không dẹo? Trời ơi, gì lạng hoài. Hello mấy chị đẹp, đi vô trong chị đi con. Ủa sao không có ai chân, mày mở lộn kênh vậy chị? Hello. Alo, alo. Chị ơi, có mở lộn kênh. Mùa sen xinh, mùa xinh sen có hoa ao đầm. Vô đi mấy chị ơi, em nè. Cái máy tính của chị đâu mấy mẫu rồi? Rồi mắc cái gì máy tính ngốc quá trời, mà cái đèn máy tính ta lấy hoài. Lần nào ta chiếm máy tính. Nghe luôn. Ở em đây, 1 giờ mới lên hả? 1 giờ mới lên hả? Đây là sòn bị bơm hả? Sòn ý lên lẫn lộn nha, mấy chị ơi. Hai cái luôn, toàn kẹo thơm không nè. Ủa rồi, mà bữa nay giờ con kêu ông Xuyên xuống lên đơn đi con. Rồi, Kim Anh qua đây. Lên là mấy cái móng bơm trước đi. Sao giờ lộn em cho đã coi giờ bơm chân chạy. Alo, alo. Dòng, em chiếc dòng chị. Em khoa mới lên này, chưa chân từ từ, chưa chân con vốn mà bị đồng. Sao chị này chị ra xả tôi con dây này hoài ta, cái chị này tôi nhớ cái đít bả nè. Sao giờ lộn cho đã, xả không tin nhắn mày đánh chưa bơm hàng giùm tao được không? Nè, cái dây này bữa nay bơm lần thứ ba nữa trời. Trời ơi, em nhớ nít bà đó nha. Em nhớ rồi đó, em ghi nhớ rồi đó. À. Ok, em chào tình yêu xinh đẹp nè. Dạ, yeah. Từ trang qua ơi, mới vô. Trời ơi, 25.600.000. Ai lấy em bớt luôn cho 500k. Em ghi trong hóa đơn 25.100.000, em bị bơm hoài. Em nhớ bạn rồi đó, nhớ nít bạn rồi đó. Thì nhớ nít bạn rồi đó nha bạn ơi. 25.6 em bớt 500k còn 25.100.000 cái nick 3 chữ. Ừ, sao đậm luôn đó mấy bạn. 49 bữa nay 6305. 600 là 3925, 610 là 4.000.000 là 25.000. Rồi chốt đơn em 25.500.000. Em cộng với niềm vui nho nhỏ. Em tặng 500k tiền cộng bị bơm hoài luôn. Ba, cái này 1.100.000 gam em ơi. Chốt xong em bớt cho 500.000 nữa sao bị bơm. Bơm hoài luôn. Trời ơi. Đã dành lộn rồi mà dành không được luôn em. Đó, yêu thương đông đầy chưa? Chốt xong rồi mà bơm hoài. 25.100.000, nhẫn như đang đeo vỏ hộp luôn, 4 tiền máy hay chứ. Cáo này hả? À, mới ra à, lợi nha, rồi đây. 25.1. À, không, à, nhìn thương rồi. Đây 25.6 nè. Thanh tiền nè, cho trên 5 phút chuyển tiền đi cho yêu dễ yêu thương coi nhả tim nè, nhả tim nhả dí nè. Đó, 25.6 nè con, trừ 500k nè. Rồi, chốt đi con gái, 25.6 trừ 500k. Giao cái đơn xong bớt cho người ta liền, đánh dấu sao đi. Rồi, có một cái lắc đỏ đỏ nè, 5 đỏ em nè. Em chốt tặng cho 1.3 nha, 1.3. Rồi, em chốt cho mình thanh tiền rồi. Nhanh tay lẹ chân bà con ô, đẹp quá trời nè. À, không có xi trắng nha, mấy cái đá này xi trắng nó sấy mấy. Quỷ trên lầu nó lên nó nói chuyện nhiều chuyện lắm mà nó không có nhớ nó sấy banh đá hết trơn à. 5.330.000. Ờ, chào tình yêu siêu phàm em hết rồi con. Coi con kia đó chuyển cho con, chưa chuyển hay con để sau con Hoa Hồng Nguyễn nha. Mã 256 đó, trừ 5 đó. À, rồi cô kia thanh tiền mà không chuyển là con chốt cho tình yêu Hoa Hồng đi. Rồi chốt đơn em này 5.330. 5.330.000. 5.33. Ừ. Rồi 1.3. Ok là 5.33 6.305 em ơi. Rồi chúc cho Thi Phạm 5.33. Rồi chúc đơn Thi Phạm 5.33 mình. Rồi dây túi. Ồ, giành lộn khí thế anh hùng. Võ Lâm vô địch luôn nè. 7.500.000. Em bán 1.3 1 gam. 4.5 tấc. Có thể cắt ngắn luôn thì em được luôn em nha. À, được luôn em, già rồi 5.33 thôi. Em nói luôn mấy chị thôi, mà mấy chị hay vậy với em lắm, ok. À, quá trời sang cái dây túi không mày cho. À, màu đen luôn em, vàng hồng nha. Rồi chốt đơn em 7.500.000. 7.500.000. À, thiên sứ bóng đêm. Làm ni mình 19, ok gái. Chú vô chú Vinh làm gani cho tình yêu thiên sứ bóng đêm đây con.
À, rồi cho đơm em 7 triệu rưỡi, có cộng 1 duy nhất, đụng hàng em đền trăm tỷ. Đụng hàng đền trăm tỷ, 7 triệu rưỡi. Rồi, à, nhẫn này em về được 3 chiếc, em chốt cho 1 triệu 350 ngàn. 1350. Rồi. Trong chống tình yêu. À, chỉnh đi tay được, em có 3 chiếc chủ hộp cao cấp luôn, mang hộ luxury nha. À, ok, em chốt cho tình happy chain. Happy chain tôi là không bao giờ bơm nè, chuyện qua khách mới tin. Chốt xong rồi nín thanh hoài, mì đòn. 1 triệu 350 ngàn, hôm nay mấy chị mua đồ hộp, bây giờ thị trường là tầm 1.6 triệu quá rồi. Lên 7.965.000 các yêu. À, vậy hàng 67, cái chuyện hàng 67 hôm qua ta lấy rồi. Kéo Vĩnh hả? Ngoài chợ lớp, nội ơi 500.000. À, chốt dưới 500k. 796 796 làm em cực kỳ đẹp. Chỉnh sửa đi được nha, y chang như sòn, 7960. Dạ chị, thôi kệ, dấn thân vô con đường live stream là phải chấp nhận mấy chị. Bầm bấm bầm bơm. Rồi em chốt áo, à, thiết kế ngoài chợ lớn 500k, nhớ đồ ship đồ cho người ta con ơi. Sáng lên bọc ship cho người ta đó mà nó nhăn như da mèo không cảm mặt đó em nha. 7960. Em có 3 chiếc cực kỳ đẹp nha, mới nhận thằng tài giấy, ông thằng tài về về phần của Vinh đó. Chị Vinh chụp hình trên TikTok ha. Ừ, đẹp hơn hot girl đó mấy chị. À, em là thành hot dog luôn rồi. Rồi bông tay mới nè, còn có ông đôi nè. Em chốt đơn luôn cho 1.350.000 thương hiệu éo lờ dí. Trời ơi, à, đây. Nè mấy bà đây giống như là đó là gì chưa? Xuất sắc chưa? À, mùa đền gì đó. Rồi 1.350 vừa bán dịu thương luôn mà em kỷ niệm. Tại cái câu vừa bán vừa tặng là của người khác rồi, cho nên là em phải là vừa bán vừa vừa kỷ niệm nghe đó. Chốt đơn em 6 triệu. À, em muốn mua cái lắc ba màu Yến Nhi rồi, ok vô vô từ từ chị. 5 30 300 qua tôi còn nghe ơi, nghe ơi còn bạn yêu ơi. Ồ cái áo của 500.000 mà đẹp gì đó, đồ dởm nha. Rồi chốt đơn em hôm nay 6 triệu bông tai. Ờ, à, cảm ơn Happy Chen bạn ghé lấy ha. Bông mới mà hàng đặc biệt nha, đụng hàng định tỷ nha. À, mà không có 1 tỷ đâu đền, giờ đang khổ. Đi nhập hàng hết tiền rồi. Đang mới lấy 4-5 mâm nha bà, nó kìa toàn đồ hiệu, đồ VIP không mà. Cái hãng bên đó nó luxury dữ lắm. À, chúc đời mềm nè, nó có câu châm ngôn được đổi, vậy đó. Rồi, tình yêu ngọc tỷ. Mà đâu cho mấy chị trừ quá kia đâu, phải lấy thêm mới được đổi nha. Rồi, 6 triệu em của em đó. Rồi, đã bông này. Sao dình lộn tôi đã đẹp lắm ha. Trời này trông như cái đôi thứ cái kiểu trong đôi dài em mang đó mà bằng đồ giả là 27-28 triệu rồi này dành thiệt. Rồi em xả bơm luôn cho 1.250.000, còn không em đeo thật sự luôn. Rồi chú dùm em 12.900.000 dùm em 1.250.000 nha. 1.250.000 bồ về đâu con, chó lau tủ rồi con. Dạ. Em ngày nào cũng năng lượng mà mấy ca. Trời ơi em mà chị, tiền vô gừng chát mà không năng lượng gì chứ ơi. 12.940, 1.250. Em là cô bé năng lượng. Rồi, hàng sau mà và dành lộn của con nhỏ mà bơm nhỏ hoài đây. Hàng sau nói thiệt cho nhỏ nghe đi tại sao. Hài Phương Doctor cái mặt đẹp gái nè, 1.250. Đồ mới new collection. Trời ơi. Không phải đồ mẫu cũ kêu sao con? Lúc đó tự nhiên em tôi quên rồi. Hả? Second hand hả? Second hand đồ hư bà, đồ cũ. Vậy hả? Ồ, dỗ dữ ta. Gái em sáng em kể với chị nghe, nhờ nó căng mâm đồ 22 lượng 5 chỉ, bà tôi vô sổ 20 lượng 5 chỉ. Căng có 10 mâm, mắc 2 lượng rồi. Trời ơi, 12.9. Rồi chút đợt em 9 triệu, em sale cho 1 triệu mốt nè. 9.680. À, dây nam, đây còn đây. Ô mê lý. Sóc đơn thằng Tại bạn đó hả? Rồi không biết còn không nè, còn 3 ông này đem lên luôn đi con ơi. Thôi à, đi Châu Đốc ghé em Nam Mô Di Đà Phật cái gì con. À, Vinh ơi không có được, được em. Được cái gì đổi cũng được chứ á. Ví dụ như vàng, vàng 610 đeo trong tháng lỗ 50, quan tháng lỗ 100. Đồ hư với đồ lạ lỗ 150. Ý cũng vậy, đeo trong tháng lỗ 10, quan tháng 15. Đồ lạ với lại đồ đồ hư đứt gãy là 20. Vậy em à, có đi ngang chị Vinh ấy gái yêu. Rồi Vinh cảm ơn gái. 30.300 to đùng. Cưng thằng chồng đi, mấy chị đang mở livestream em la ông sùm nó không chửi mấy chị. Cái miệng em nói chuyện nhỏ không được rồi. Một cái bà giận nhỏ, hai bà giận ông sùm luôn cho mấy ông nghỉ ngủ. Rồi ơi vàng 6305 mà bán 1.250, ô mê lý. Chốt đi chết. Rồi đây. Sợi dây này hôm nay
em nói nghe nè, đừng bơm nó được không, em nói mấy bà đừng cười em nghe. Cộng gì bơm lần thứ 5 gì trời, 13.500.000 giùm em 4 tấc 2 giá 1250, 1.250.000 bơm lần thứ 5. Nói như mắc cỡ ngừng chết, mắc cỡ nội ơi. Cái dòng này ni tay 50, 51, 52 em sale cho 1.200.000 à, sale cho 1.200.000 bán ha. Để kêu tính lại cho nó ăn gian, nó ăn gian không được ra bỏ lại. Con ơi Trang Tú Anh giờ tính cho anh ta đi con. Báo với em nó nghe nghị định hiệp định nó mới ra bữa nay rồi, cho nên mấy đứa nó không biết. Chứ nhà tôi hiệp định đồ nội quy đồ ra còn hơn nhà nước nữa, ra hoài vậy đó bà ơi, chút xíu thay đổi hoài với đường đâu rồi. Rồi em chúc tình yêu Gia Linh nè, gán đựng bơm em coi lần thứ 5, tao nói nhất quá tam thôi đó. Rồi chúc cho Gia Linh đẹp gái cặp mắt kiến quá dễ thương. Rồi Gia Linh à, báo anh chị mẫu ơi, ý là 20 đồ không hộp, có hộp 25-30, hư 20 còn 610, hư đứt gãy lỗ nha, hư đứt gãy với lại 150. Rồi 50, 51, 52 chốt đơn 69.500. Cái áo này chốt, ê trời nó nghe nè, cái áo dơ chỉ tùm lum về tự cắt nha mấy ông nội, không phải đồ thiệt đâu nha, đồ giỡn nha, có 500.000 thôi. Ừ chồng nói ta hỏi mang quần áo ta, ta nói 30, 50 cái hỏi con xây bao nhiêu, 500. Ok nha, quan trọng mình chơi đẹp nha, giá trị con người nó phải nằm ở bộ đồ nha bà yêu. Bữa nào mặc được mắc mắc, bữa nào mặc được ghê ghẻ nha, thích thì mình chơi thôi, đừng quan trọng quá nha, quan trọng bề ngoài quá mệt lắm nha. Nhưng mà thôi nói trước em nói nghe nè, đeo vàng nó đẹp hơn không đeo nha ông nội. À, nếu bà không đeo vàng đi mua chợ mua đi mua đồ nó không có tiếc đâu nghe, đeo vàng nhiều vô. Rồi em nói đi thôi, có cái bà vô tiệm em mà đeo không đeo em cũng y gan vậy à. 69.500 ý em nói đi chỗ khác á, không đeo có được đâu, đẹp quá trời luôn. Chốt đơn với 1.200.000 69.500 đẹp lắm, mà móng tay mỏ không được, móng tay giả. Dạ à... thôi kệ đi, tình yêu hoàng hiền. Cái nghị lực nó mới ra mới đây à. Ê cái lỗ tay dơ nha. À, dây gắn đem lại tìm hàng được không? Thật, được. Đó, đẹp xuất sắc nè, em nhẫn này chưa? Ủa chiếc nhẫn 9.680.000. Giờ này còn tặng lọc cho nó không nội. Từ em tặng lọc cho 96, 96, 80 em sale cho 1.100.000. Ờ trời ơi à, 968 tặng cho 1.100.000 nha. Uống trà sữa không mua cho? Tao hỏi bạn kia hỏi bay đâu uống sữa, sữa hoài ngày nào uống của tao. 96, 80 nhẫn mấy bạn. Rồi em chốt cho sợi dây này. Rồi có 1+1 nè, à, vàng hồng mới nha. Còn sợi 1 em chốt luôn cho 1.300.000, bán cho nó sạch luôn. À, cho 1.300.000 dạ chị, nhận được xong đẹp ha. Dòng 51 phải không, lên liền. Rồi cái đó 96, 80 em xem cho 1.100.000. À, bông một nhỏ xíu thôi gái. Sắc biêu thần tài á. Rồi con biêu tình yêu Ngọc Hiền đi. Rồi cái nhẫn em chốt đơn cho 1.350 nè. Trời ơi mùa này ai bán với ba đồ số lượng 1.350 tiền. 9.350.000. 9.350 giùm em. Trời nó đẹp mấy chị ơi, xuất sắc. Dòng nhìn đang đeo là 240.000 cục vàng ơi. 9.350. Chèn chèn. Mấy chị bên hông ở đây nó mũi tên luôn em, 935. Em chốt cho 1.350.000. Rồi dây chốt em mã 5.000.000 giùm em, giá 1.300.000. Con cộng 1 à, 9.350. À, rồi em chốt cho nhá 1.350.000 mẫu mới hàng xuất sắc. Dạ, có chị yêu lửa gì nè con ơi. Nhào nhào gặp khách nhào nhào vô tiếp chị em đi đứa ơi. Hàng mới mẫu mới mấy chị ơi. À, sòn vô trong đây nè cục vàng. Em có 3 đồ bông. Biết luôn em. À. À đẹp chưa, thôi ô mê lý luôn nha mấy bạn. Em chốt cho bà 1.450 con này. Bây giờ đồ ghép mấy chị mua giá 1.700.000, 1.800.000, 1.600.000 rồi. Rồi chốt đơn em 9.700.000, 9.350 chú tình yêu Trương Quỳnh Như. À, 968 này đi số 10-11 đó Trương Huế. Rồi 9.350 đẹp chưa, 9.350.000. Rồi chốt đơn. Dạ, 968 chị lấy đi xe có 1.100.000. Dạ, có tình yêu Nana ơi, mua có giỏ chốt cho em 7.200.000, mua không giỏ chốt 7.500.000 nha. À, chào Hoa Tiên xinh đẹp của tôi. Rồi bông tay 9.700.000, ok Bùi Thị Hoàng 935. Nhận 4-5.000 có luôn cái yêu, đi dinh lên cho cái yêu. À, rồi, 9, bông tay 9.700.000 nha. Bông tay em đang đeo là 9.700.000, nhẫn vuông mẫu đặc biệt 9.350.
tất cả là hộp hàng luxury hết luôn nè mấy em. Rồi dây chuyền là 5 triệu cho tình yêu Yến Nguyễn. Ok gái. Rồi 5 triệu Yến Nguyễn nha mấy em xem luôn cho 1 triệu 3. Ủa rồi Tông kêu con Mỹ Xuyên xuống đây lên bill mẫu. Kêu Mỹ Xuyên xuống lên bill rồi tự nhiên ông ai xuống đây cho nha con. Rồi bông tai là 97 tình yêu Ngô Kim Thanh thôi. Ờ có ba đôi chứ ơi. Viết nó như cả trăm chuyện luôn á. Em chốt cho bi nhỏ nè. À, rồi mã mềm bông tai 97. Rồi ok chú tình yêu Thanh Ngô. Dạ 9350 5 triệu em hết rồi. À, Thanh Ngô chốt đơn dây 5 triệu em hết rồi. Bông tình yêu bi nhỏ 97 nè. À, bông tai còn đôi nữa nha. Rồi mã 97 bông tai. Dòng đinh em đeo là 240. À, là dặn lấy cái bọc đó luôn nghe con. Rồi mã 97 dòng đinh 240 triệu. Rồi Thủy Đặng chốt nhẫn 9350. 935 bông còn 97 còn đôi nha. Bố số 9 bên này là 6305. Rồi em cho chị tình yêu Diễm Phan 97 toàn mấy mã đặc biệt đồ mới về. Chàng ơi mấy chị ơi, đây nè, em về được 5 chiếc. Đẹp xuất sắc luôn giùm em. Tất cả là từ hộp tấm tới hộp cao là hàng luxury, mẫu đặc biệt không đụng hàng luôn. Mấy em mẫu mới tin. Từ mẫu sòn đi nha. Không coi mã đâu chị, cái này như cái vỏ không ha. Cái đồ lạ thì em cầm 50% đấy. Bồn này đính kim thiên nhiên. Là cái vỏ không ha. Ủa cái này là chủ nhân tạo mà đúng không? Dạ. Ê nó nghe cái giá này cao quá, cầm mà mình lỡ mình làm mất cái tờ giấy cho tao tiêu tao luôn. Đang hiểu không? Dạ hiểu. Cái vỏ vòng tới 350 triệu lần. Em cầm của em thôi được không? Đồ nào của em cầm được không? Chó vậy lại đây cho là. Hỏi chị tí. Ừ thương chị cái. Dạ. Còn không thì em cầm 50% giữ cái đơn lại đi. Ủa đồ lạ nha. Mày nhớ kỹ vậy, quá đông quá ra tôi đền mày đó nha. Trời ơi 1.6 không chốt cho 1.3 1.3 99 9.6.8 ni 16 được không? 610 bữa nay bán ra 40.25 cục vàng ơi. 639.25 vàng 49.6.305. Rồi chốt giùm em 7.5 triệu con này. Em có 4-5 con đẹp quá mấy chị ơi. Lên đẹp lắm. Danh giữa chợ gì cũng được, nó là halo. À không thấy cháu luôn nghe mấy chị. Tất cả từ hộp tấm hộp này luôn em là hộp cao cấp hết. Rồi chốt đơn 70 75 75 75. À ơi tôi mới đưa đồ nó ấy đó, mới đưa một hộp cho tụi nó. 7.500.000 em có 4 chiếc. Rồi dây em 4.5 mì kim cương sáng chân mấy bạn ơi, mấy bạn ô. Lầy la. À, chốt đơn em 10.700. À 7.500 ni 15 trở xuống cục vàng. Rồi em chốt tình yêu Đặng Hồng Điệp. À, tình yêu Phương Nguyễn, tình yêu Minh Quỳnh Quỳnh, tình yêu Nhung, tình yêu Trần Sáu hết nha. Yeah, hết đó bà ơi, lên. Rồi, chốt giùm em 7.500.000. Rồi tình yêu Betty Nhung. Rồi dây mì kim cương mà em chốt cho 1.250. Giá quá đã cho một cuộc tình nha mấy chị. Thua giá vàng nữa nha. Rồi 7.500.000. Rồi lắc tay nè mấy bà. À, lắc tay. Có một chị nha. Có một chị nghe 6 cái nick giả không nội mẹ ơi. Cái nick nào mà con biết nó giả giả đó con chặn đi con. Mà cái nick đó không có chụp hình bill rồi đó. Không có mua bán gì mình con chặn đi. Lên tới Sài Gòn là hoàng. Lên tới Sài Gòn là hoàng. Mà tôi nói trời ơi chế ơi chết rồi. Rồi chốt giùm em cái lắc tay. Dây chuyền là 10.700.000. 9440. Mà đi tới giao thằng Trung giao thì không chịu nhận. Mà ở đây thì cứ chốt liên tục luôn. Mà một lần 6 cái nick ông nội em chặn nổi. Chi dữ thằng á chị ơi, mà em có làm gì đâu. Tới chỗ thì không chịu nhận mà ở đây thì chốt hoài vậy đó. Trời ơi em khổ tâm em quá, em quýnh trong mực cũng dẻo quá chứ em mới sửa thì em cũng sợ của em đau. À. Rồi chúc đời em ha. Xin men hả chị. Rồi có dòng này mấy chị ni tay 49-50-51 giùm em 22.800. À xả bơm 1.2 triệu nha. Xả bơm 1.2 triệu này mấy chị, khóa của nó là khóa dặn nha. À, nhắn dinh đang đeo là giỏi học 4.5 triệu. À, đẹp chưa?
12 ly, 2 ly mấy. Có cọc chị mà tới chỗ không chịu nhận vậy hoài đó. Em bị đau động chết luôn, có cọc mà không chịu nhận. Có nhiều chị thì alo lộn số hoài luôn. 22.800.000. 49.50.51 thương em đi tiền ơi. 52 không có dừa. 52 không có dừa. Lắc tay này xin lần bắn mắt được không? Em mua vốn 1.6 rồi, em bán mấy chuyện 1.6 49.000 nha. Có toàn tan tăng đưa kệ mua mắt bắn mắt hay không sao hết nè. Nó 51 qua chị gái. Rồi chốt đơn em 20.590.000. Rồi em chúc cho tươi bùi gái, cảm ơn gái, đừng để số ngồi trên đây gái ơi. Rồi Hàng Kiều gái, chúc gái dạng sự như ý nè. Số tài khoản sau lưng trên đầu em 2427 nha, đặt cọc giùm em 5 triệu. Mua đơn hàng dưới 10 triệu thì đặt cọc giùm em là 2 triệu thôi. 20.590. Rồi em chúc 10.700 tình yêu Kalim. Em còn 7 ly 2 nè chị ơi. Em có bán hộp từ 7 ly 2 cho xuống đâu à, bự bự em không có. Rồi 20.590.000. Đinh Xuân Thảo giúp em. Nhanh quá bắn không kịp hả? Dạ em hơi lẹ lẹ mấy chị, cái nó em sặc luôn. Cái nó sặc luôn mấy chị. 20.590. Kiếm gì bê em? Mới bán luôn à? Nè còn na ná nè. Còn hai cái này chuẩn bị bán tới luôn nè. Rồi Đinh Xuân Thảo lấy đi. Đây em còn cái này. Ok, lấy nước ép 2 giấy nha Tống Thị Hoài Thương ơi. 54 triệu giá toàn quốc tế cục diện ơi. Rồi cái này chốt đơn em có 2 chiếc, khách đang coi 1 chiếc. Rồi chị Yến Nguyễn xả dây 5 triệu. Rồi con cho quay xe mã số nó con có thiệp đi con. Trả lại nghe chị. Rồi cái này em có 2 chiếc, xả mã 5 triệu đi. 18.900, đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp lắm, xuất sắc luôn em ha. 18.900. Trời ơi mấy chị nó có toàn đen tăng đưa. Lên tay này cực kỳ dễ thương, Pandora mà dạng siêu phẩm á. Pandora mà siêu phẩm. Dây 5 triệu hồi nãy cô kia xả đó con. Con chốt cho Nhã Khanh đi con. Ok chứ 18.900 vàng ơi, đẹp quá đẹp. Nhẫn đang đeo vàng ý có gái, có, đang có 2 chiếc. Hình như 13 14 triệu nè. Y chang sòn luôn. Y chang sòn luôn mấy chị, đang y chang luôn đó. Rồi em chốt cho giá 1.3 triệu. 18.900. 18.9, em có 2 chiếc. Cái nào chưa chốt đưa qua đây không? Dòng cạc tiên hả gái? Mấy chị dành dành em nghĩ xong mấy chị ấy. Rồi dòng này hôm qua em bị bơm 1 chiếc nè. Ni tay 50, 51, 52, 53. Rồi chốt em mã 10.800. 18.9 em chốt cho Nguyên. Dòng cạc tiên nãy tươi lấy rồi, để coi chuyển khoản không mình báo liền á. Chai bấm mã liền, ví dụ có ấy ra liền được không con? Nó có toàn đang tăng đưa, đủ ni tay cái ơi. Đủ ni tay, nói. Chị cái này bị 200 đúng 200 không nổi thương rồi, tại vì đồ lạ nó chứ chị cũng không cầm á. Mà tại chị thương rồi nó mẹ phải giữ cái đơn cho chị. Ơi Vinh đây. Chị muốn đổ qua của em đi cho dễ đi trời ơi. Nó nghe nè, em nói thật sự cái vỏ dòng nó chị mua giá nó quá đỉnh rồi. Quá nó cao quá, thật sự là em không có ra được. Em bán ở đây toàn trăm mấy khoảng 200 mà. Nhưng chị mua giá cái dòng nó cho nên là em không sợ chị đi tới đi lui nắng ăn đen đó cho nên là em giá đón hết lóc thêm 10 triệu nha. Thôi cho 200 tuần đi. Trời, em cưng dữ lắm rồi. Chị làm nhà xong chị kỳ quá trời luôn á. Đó, thêm 20 nha, em thương rồi đó, em hỗ trợ. Chị đi, cho chị đổ trả thì mất nợ, mất công đó là giờ bữa chị chuột rồi. Không đầy tháng đâu, tao mượn của chị mấy tỷ nè. Nha. Ủa? Như làm chị đi. Rồi. Bởi vì khổ đau, khổ sợ. Bởi thôi, bạn bè một đừng cho mượn hai thôi, thằng con cho đãi dụ như thế cho nó mượn 1 tỷ không? Thôi cho nó luôn 100 triệu đi, nó khỏi mất bạn mất tình vậy chứ. Dạ. Chị ơi, em không đổi được cho chị với cái giá tiền chị mua luôn á. Cái dòng theo cái nhẫn sòn của em. Ờ, cái nhẫn sòn thì được, còn cái dòng của anh trên kia đỡ không được. Ok, này chị qua chị nhìn đi, có 100 triệu ta đẹp gần chết. Bên đây nè, cái đó đồ ý. Sợ bên đây nè, em bán rẻ lắm. Kệ đi chứ, em thấy con bưng thử dòng cho Tình Yêu coi đi con. Tình Yêu coi. Rồi, cái này em có 2 chiếc 10 triệu 800 này chốt chai rồi. Rồi em chốt cho mấy chị 1 triệu 3. Trời ơi, nhiều lắm mà mua 3 cái ý đồ dùng. Trên đó không có đem xuống mà cầm được nhiêu tiền.
Ờ, em biết rồi, cưng rồi. 15.300.000 tặng cho 1.3 triệu. Dạ em mới nhận rồi chứ Hà đẹp ơi, Hà đẹp ơi em nhận rồi. 15.300.000 em có 2 chiếc, em bán cho mấy chị giá 1.3 triệu. 15.3 mới bán giá 1.3 triệu. Ô mê lý. Dạ đẹp chị, cái này tắm đẹp lắm chị. Giờ nói chung là em lấy tận gốc đồ lắm, như là giờ em lấy số lượng nhiều. Chị thấy một chiếc nhẫn em bán giá rất là mềm, mà tắm rất là trắng luôn. Chị nhìn là chị thấy là em bán ok. Chị còn dọc bên đây nè, em bưng cho chị lựa. À, rồi em chuẩn bị giữa năm sau là em ra thêm một cái căn bên đây là sòn nữa. À, là đẹp hơn nữa, là mấy bà còn đã luôn đó. Chuẩn bị về thêm đồ hiệu mà dạng như 1-1 nó mấy chị sòn á. Rồi em chốt cái set này cho mấy chị luôn, ai chốt nguyên set em chốt cho 1499 nè. Dạ đẹp đẹp không à. Nói chung là giá chị mua im. Mình đeo với thí dụ như chị mua rẻ rẻ cái chị đổi cũng không lỗ gì nhiều. Còn chị mua nãy cái vòng 350 chị mỗi lần chị đổi lỗ bao nhiêu tiền nhiều em lắm. Ơi, cái này là chị không phải chị mua mà chị bà tặng chị à? Bà tặng chị. Dạ. 22.800.000 1499 nguyên set luôn em này. Cái này là sòn hai ý vậy? Dạ. Dạ sòn, nguyên tủ sòn. Em ra thêm một cái, thay vì em nói với chị là em sẽ ra Sài Gòn mấy chị, mà giờ chồng nó nói là ra chợ anh không có người để coi. Thôi em ra kế bên đi mấy chị luôn, nguyên một căn. Kế bên thì em lên Sài Gòn anh. Giờ chị thấy đi có mình em, không có con. Nhỏ gái thì đi học, chồng em đi làm xe. Bạn lớn thì chị cứ chịu là quản lý thôi. Rồi lên chỗ nào đi đi về về, rồi mẹ em không chịu. 22.800.000 em nguyên set 1499 nha. 228. Chị nào cũng kêu lên đi dinh này, lên đi dinh này. Chị có chiếc nhẫn hello của em á, chị mua 10 mua của em á. Dạ. 13 triệu. Dạ. Đổi đi chế cái nào không về, chứ nào đẹp đẹp chứ đổi. 13 triệu 200 giùm em tặng chị Hoa nha. Dạ. Để em cho. Dạ đúng rồi, ý xem. Cái này như căn tính nó chế 1.2 triệu nha. Này tính nó chế. Dạ yêu thương đồng đại. À, trả lời từ nick cô Hà giùm em. Rồi mai chồng Hà. Rồi ký tên đi ha. Cái kia tiền công chứ đi cơm. Đâu có đi lên tới để mà mua đâu, mà chị mà tặng thôi chứ chị làm gì nữa. Nè, em lấy cái giấy giấy phụ đi, được giấy chính cho bạn này, tại vì chị ký này nó không vô. Rồi, ở 132. Chú tình yêu Hoa Nguyễn, em sale cho 1.2 triệu cho. 132. Rồi, chúc lần trình yêu chị Hoa Nguyễn. Rồi, chuyển cọc giúp em đi cả nhà thương. Không yêu. Chèn nó đẹp nè, mấy chị ơi, nguyên một set luôn. À. Dòng ở chân bảnh nhiều lắm chứ, xíu qua cầu đi, cái tính giá đặc biệt cho chứ đừng lo, em lo được. Thôi yeah. Chị nè, chị, em lót cái của chị ra coi. Là cái nhẫn của tùm lum là nè, chiếc mo này nè, chiếc mo này nè. 18.9 đang vô chai cho con. Rồi dây này à, lắc tay này mấy chị, em có được 2 chiếc, 3 chiếc cực kỳ đẹp luôn em. Giá quá đã luôn, mang cái này hàng xăng tiễn đồ đặc biệt, em có 2 chiếc. À, yêu thương ông đầy. 15.3 có niên 16 không hả chị? Để em coi có niên 16 không nha. 15.3. Rồi em lên bạn này cho đồ đẹp lắm. Chốt giùm em là 10.700.000, quá dễ thương mấy chị. À, đẹp biết chừng nào mà cũ. À, giờ cứ nhận chứa hát sòn nhưng trăm mấy á chị. Chứa hát sòn 13.2 chốt cho chị Hoa rồi. 10.700.000 em có 2 chiếc, 3 chiếc. 3 chiếc 10.700.000, quá trời đẹp mấy chị ơi. Có toàn trang tăng đường. Chốt cho Hoàng Hà, chốt là tình yêu Trang Trang 75, chị kia mới xả em lấy hả? Rồi đợi nhìn chút. Cái nào cơ? Cái đó 145. Rồi 3 chiếc, em hết 3 chiếc nha, 10.700.000 nè. Rồi rồi dính hết 10.700.000 nha. Rồi chốt ra Trang nè. 107. Rồi Hoàng Hà 107. Rồi. Rồi, chốt đơn 107. Rồi em chốt tình yêu tình yêu Duyên Lâm Thị Ngọc 107. Cái nào nít giả thì con chặn luôn nghe con, để con chị quậy hoài cho chịu đâu nổi. Rồi chị Kim Dung em để mã sao cho Kim Dung người nha. 107. Rồi mà sao chị người, rồi em hết. Rồi em có một cái nhẫn Amaro này, lần đầu tiên xuất hiện luôn. Mà ni tai mấy chị, đẹp lắm đấy mấy chị. À, tất cả là học cao cấp New Zealand luôn mà em nè.
quá trời đẹp luôn, mà em hàng viết. Rồi để em chốt ni trước nè. Rồi ni giùm em đi số 9, số 10 đeo dừa. Chị nào số 9, số 10 là đeo dừa nha. Rồi em chốt cho nhá, 1 triệu 3 một gam. 1 triệu 3, bữa nay mấy bà mua cái này còn rẻ hơn giá sỉ đó. Sỉ bây giờ mua giá 1350. Ni 9, ni 10 giúp em 8 triệu 970 ngàn. 8970. Rồi em chốt cho giá 1 triệu 3. Đây, à, đẹp xuất sắc chưa này mấy chị. Tóc cái này mấy chị ở chơi của nó lọt cao cấp nha. À, đi 9 đi 10 không chỉnh đi được. Rồi ok, Phượng Khởi đi 9 đi 10 nè con. À, chị nè, chị đây em còn khỏe không? Giá yêu muội. Rồi đi. Rồi tại vì nó cuộc đời nó vui tươi đó cho nên là rồi đi 10, đi 11. Đi số 11 nha. Rồi đi số 11. Rồi đi số 11 giùm em con này. 885. 885. Dạ ok chị, xả 9 triệu 7 ok chị yêu. À, 8 triệu 7 đây đưa này kìa, mở giò đây. Ni 17 không có nè, 17 con này đặt lại. Rồi con bấm có cái thiệp đỏ là con thiệp đó. Con lấy cái mã kia ra đi con. Ồ, mới lấy mấy ký nè các bạn ơi. À, rồi chốt đơn luôn mấy chị luôn, mà em đi số 10, 11 giùm em. Rồi Nguyên Ngọc giùm em 885, lấy đúng ni không? Nhìn cái kiểu nhớ lấy đúng cái mã nha. Hàng VIP đó, bây giờ đồ VIP hàng luxury nha. À, rồi em bán cho sòn từ từ em lên cho. Rồi chiếc này em xả lỗ luôn cho 20 triệu. À, mua thiệt giúp em. Rồi. Dạ, đi số 12. Dạ, cảm ơn chị. 9 triệu 410 nghìn. 9410 đi số 12. Hyundai. Số 7 không có, chị nào đi 12 giùm em nè, đi 12 nha. Đường kính có 17, 17 năm, 941. 941. Rồi chốt chiếc nhẫn to đùng luôn, em xả bơm 20 triệu, nhận giùm em từ 4 đi rưỡi trở lên là ok. 20, bán lỗ luôn. À, lên vòng đai trơn cho em tặng mẹ có không? Rồi ok, đai trơn cho em tặng mẹ. À, đẹp chưa, 20. Nguyên cái giỏ nhẫn bự chà bá. Chiếc nhẫn đi 12. Ni 12 là 9 triệu 410 ngàn, chị nào nhẫn vô đấy 12 đó. Chiếc nhẫn này làm gì mua 20 tiền ơi, em bán lỗ 2-3 triệu bạc luôn á. Rồi thanh tí em chốt cho 20, em bị bơm lần qua đó. Rồi em có một dòng nhẫn nè. Cái này nó không có bông tai. Rồi em chốt cái set này cho mấy chị 1 triệu 150. 1150, cảm ơn gái. Đây là mặt dây chuyền. À, nhẫn với dòng chỉnh sửa đi được, chưa có đôi bông. Chị nào chốt xong muốn em lên bông cho tụi nó kiếm bông riêng cho mấy chị luôn nha. Rồi nguyên set 1150 giá hoa đã 37 triệu 700. À, nhà dưới là Thái Hòa nha, 20 em hết rồi. Set này Bí Dinh chốt đơn cho 37 triệu 700 ngàn, giá 1150. À, 377 nha. À, nó có bông nữa ha. Có gì Hoàng cho ăn kia mấy đứa lựa thêm đôi bông còn không, để gì luôn cũng được nha không. Rồi 37 triệu 700. 115. Giá vàng hôm nay 6305 là em thương mấy bà dễ lắm rồi. Rồi 377. Rồi chuyển cọc giùm em nha. Cái nào không được thì xả trên like giùm em công đức vô lượng. À, nhẫn vuông full hộp đi số 10 ai lấy rồi còn 12. Campuchia hả? Ra VA đây Campuchia từ từ chị hỏi nè. Đi số 12 giùm Vinh nè. À, 9 triệu 410 ngàn, đi số 12. Rồi đi số 12. Rồi chụp đợt. À, em có nhớ cộng vô không để mắc tiền của ông anh nha. Có nha, rồi. Hồi nãy dòng rắn màu hồng, bây giờ em còn màu trắng. Em có từ ni 48 tới ni 55 luôn. Em chốt cho mấy chị đồ hàng hiệu giá sale luôn 1499. 1499 nha. Rồi chốt đơn giùm em 10 triệu 800. 10 triệu 800 ngàn giùm em. 24 anh chị bán vàng à, nhẫn trơn. À, rồi với lại vàng cưới thôi. Mà Vinh không có ship gái ơi. À, rồi con ơi, con cô tình yêu ơi, tin nhắn cô Diệu Hiền Nguyễn. Xuống là có liền cho con nghe, đừng có bắt cô đợi. Ok gái yêu. 10 triệu 800 ngàn, trời giọng rắn. Đẹp cực kỳ, chú Thanh Lý. À, rồi dòng này đai trơn nè, tặng cho mẹ đi, vừa bán vừa yêu thương luôn nè. Có hiểu quá nè, tôi bán cho 1350 dòng mới nha. Cái đó mẹ đeo là không dướng luôn đó, đà đả đà đa đó. Rồi em chốt cho là 10 triệu 800 thanh lý. Nghe yêu vô. Rồi cảm ơn em nha. Năm mới phát tài.
chung ghé. Ok. Cảm ơn em. Rồi Thanh Lý 108. Phan Nhã Khanh 108. Dạ, 81 để em có cái giá rẻ đi em báo chứ tầm 300 mấy triệu. Để có giá rẻ mới được. Rồi 10 triệu 800 ngàn còn chiếc nha bạn yêu ơi, mới nha. Chốt đơn 20 triệu 500. 20 triệu 500 ngàn. Mày nãy con căng cho mẫu ơi. Đây có hàng mới. Giá quá trời đã cho mấy chị luôn. Hàng mới, hàng mới. Bông cho nồi sòn. Quá trời về đồ cho mấy chị luôn. Mấy chục bịch luôn à. Nhiều dữ lắm. Hàng mới về. Rồi chuẩn bị lên sóng với mấy chị luôn. Còn một gỗ màu màu. Con đưa gỗ đồ, cái gỗ đồ mới dưới cho mẹ nó coi. Bưng que cổ đứa con, cái gỗ màu xanh kìa à. Cầm nha. Đừng buồn. À, trời ơi cầm cũng nổi nghe, mấy trăm lượng mới là nha. À, về Italy đó tôi về cả thùng cả gỗ xíu tôi lên cho bà luôn. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 20 triệu 500 nghìn đây trơn luôn em nha. À, quá trời đẹp nhẫn 3 tầng hộp đây còn này gái 10 triệu 500. Oh sorry 20 triệu 500. 1350 135 đây lắc này đẹp quá trời luôn. Em có 2 chiếc, 3 chiếc. Form quá trời đẹp, 3 chiếc mấy chị ơi, 3 chiếc. Rồi chú tình yêu Tuyền Vinh. Tên giống tôi là dễ thương lắm. Mua đồ nhanh gọn lẹ nè. Rồi chốt đơn 20 triệu 500 ngàn. Đây, đẹp quá trời chưa. Xuất sắc không? À, ô mê lý. Rồi chốt em 7 triệu 630 ngàn. 7630. Rồi dòng gắn con vô tình yêu Mỹ Dung 10 triệu 500, 10 triệu 800 cho mấy chị trong lượng đi giùm em. Trời ơi ở đâu ra mà cái lắc đẹp gì mấy chị. Đó ba này nó có toàn đen tân đưa em, độ dài cỡ nào cũng được. Đó, giá này tương đương giá sỉ luôn nha. Tại có nhiều mã dinh nhập nó cao rồi, tại vì do là giống như tiền công ta cộng mấy cái mã này nó cao á. Kệ nha mấy chị, em bán cao nữa không cao nha. 1650 Hồng Thủy Thu Nguyễn Hana Hà hết nha. 765 dinh hết. 763. Rồi chốt đơn xong hết. Rồi ok. 7630 Thu Nguyễn. 763. Rồi chị yêu Hana rồi. Hana đâu Hana ơi. À, khoan. Con vô Hana chưa. 7630. Rồi em hết rồi. Rồi bé Vinh mới về cho mấy chị luôn. Dòng cực kỳ đẹp luôn Vinh. À, rồi giá yêu thương xỉn luôn nha. Rồi phật độ đổ trơn rồi. Rồi em có 2 đôi quá yêu thương đông đầy luôn em, bông hiệu. Em chốt với bà giá giật mình té xỉu bên bờ đê. Em chốt mấy chị mà có giá yêu thương luôn 1499. Rồi chốt em 4 triệu 6 với Vinh có 2 đôi CD Dior luôn em nè. Cực kỳ đẹp hàng tỷ nha. Em tỷ được có 2 đôi à. Cái này em nói thật sự có 20 đôi với Vinh cũng lấy đó. Nó đơn giản mà nó cực kỳ là dễ thương. Đây 10 triệu 800 dính hết rồi. 4 triệu 6 em có 2 đôi thôi. 4 triệu 6 là em chốt cho ai đây. 4 6 em có 2 đôi 1499 nè mấy chị ơi. Rồi chốt 2 đôi nè. Rồi gấp đầu chị dưới đó nha. Rồi 4 6 em chốt cho Long Quỳnh với Hồng à với Hoàng Anh. Mã 4 6. Rồi dòng này CD mới luôn em. Ni tai 49 50 51 52 53. À, đẹp chưa? À, xuất sắc luôn em. Rồi mã 46 em ơi. Đồ hiệu mà có men luôn này mấy chị. Ôi đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc luôn mấy chị gái ơi, đẹp quá đẹp. Rồi em chốt cái dòng này cho mấy chị 1550. Trời ơi có 27 triệu 300 ngàn. Đẹp giả mang 46 763 dính hết rồi. Hồng Thủy 7 con cái lắc tay cô Hồng Thủy có đơn nha. 7630 hàng mới. Ni 49 50 51 52. Hàng men luôn đó mà em bán có 1550. Khóa của nó cực kỳ đẹp luôn men nè. Bây giờ mấy cái đồ men này mấy chị không mua dưới giá 1 triệu 8. Không bao giờ dưới giá 1 triệu 8. Em có một cái lắc chân LV
Rồi em chốt luôn cho giá 1.3 triệu. Muốn đeo chân cũng được, muốn đeo tay cũng được luôn mấy em này. 46 em hết rồi cục vàng yêu. Dòng gì ở dưới 10 triệu à. Rồi em chốt cái mấy chị cái lắc chân này 9.150. 9.150.000. Muốn đeo chân, chân đeo tay, tay mấy chị tăng đưa ra vô được nha. 915. Bông trà nồi sò nha, có. Em tặng cho 1.3 triệu. Dòng 273, em tặng 1.550. 9.150 là em chốt với tình yêu à. Em gái quê nè, dòng tay lên tay đẹp nè. Thật sự mấy chị biết nhiều khi có những cái mã là bây giờ nó chưa được rẻ lắm, nhưng mà so với chỗ khác em cũng rẻ tầm 150 tới 200 rồi. Đó, mà lên tay nè, đồ hiệu mà giờ hàng có men đâu ai bán giá này. Đó, kệ nó mấy chị. 27.300. 27.300 nghìn. 273 lắp sáng hai chế, ok chế. Rồi đồ bông này em 6.530.000, em chốt cho 1.250. Rồi dĩ dinh lên, rồi đôi này tay nè. Gá thử cái gì thôi thấy đủ đẹp rồi. Mà kèo này là kèo dành lộn nè, rồi xả trong tin nhắn nè, bị đòn 5 cây nè. 6.530.000, trơn đẹp 1.250. 1.250, 6.530.000. Rồi nhẫn này em có duy nhất 2 chiếc thôi. Rồi được 3 luôn, được 3 luôn. Đây mấy chị, Amaro đẹp chưa? Ở trên là hộp cao cấp luôn, em mấy chị nhìn nè, cái đai nó nữ hoàng luôn, em thay hộp tròn nó bình thường. 653 cái tình yêu liên bích, 6530. Dạ lắc chân hồi nãy ai mới lấy rồi, giá quá ngon. Nhẫn Amaro này bây giờ mấy chị đâu có mua dưới giá 1.5 triệu, 1.6 triệu. Chốt đơn giúp em là 9.5 triệu. 9.500.000. Dòng 293 như hồng không có bơm. 9.500.000. Ờ đẹp cho mấy chị, 8 tháng 3 tới rồi. Dinh nghe Thanh ơi, Dinh nghe cục cưng. Mùa này mà còn bán giá 1.350 đó. 1.350.000 đó. Bông tai này mấy chị ơi, 165. Rồi cho em 4.450. Dòng có ni 46 á cưng. Dòng này cắt ni được, dòng này Dinh cắt ni được đó gái yêu. Bông hôm qua chụp cho em ha. Đây đẹp lắm á gái. Xe 1 triệu gái ơi. Thanh ơi đây 1612. Rồi chốt hết. Xe 1 triệu. Cái này chưa chốt đâu, còn những 20 máy có người mua rồi luôn á. 16.120. Xe 1 triệu. Rồi bông tan đeo 447. Em có 3 đôi. Đẹp nè mấy chị ơi. Quá dễ thương cho một cuộc tình. 4.470.000 có 3 đôi. 4.470. Đẹp lắm á, khoen bật luôn em nè. Đã được ngay bỏ lỡ này thiệt. 4.470.000. Quá dễ thương mấy chị ơi. 4.47. Em chốt với tình yêu Rosa Phương Phương. Rồi Linh Nguyễn em hết nha. 4.47. Rồi Dinh hết. Rồi nhẫn 9.5 triệu. Rồi em hết 4.47 mấy bạn. Rồi 6.650 em sell cho 1.1 triệu. Bây giờ em sell cho 1.1 triệu. Dòng đang đeo là 27.300. Dòng mang đen hàng đặc biệt. 6.650 năm mô gì đà Phật. Ni em ni 13, 14 trả lại 15 cũng vừa. Rồi lẹ. Dòng đinh em có một chiếc duy nhất. Ni tay 52, 54 nha. Còn chiếc em tặng luôn cho 1.4 triệu. 665 tình yêu khách sạn thì Linh Linh nè. Rồi chuyển giúp em nha. Cục vàng yêu. Đơn dưới 2 triệu, 10 triệu để chuyển 2 triệu. Trên 10 triệu chuyển 5 triệu. Rồi dòng đinh 7.820. 665 em hết rồi. 52, 53, 54 mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi. 7.820.000. 7.820 lên 1.4 triệu là. Rồi cái tình yêu Vinh Phạm hết 447 hết luôn, xong 782 rồi hết luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi mặt này em còn một cái duy nhất mới, em còn một cái thôi. Hàng mới nha, New Collection, em tặng luôn cho 1.3 triệu. Rồi chúc đơm em 9.310, mới bữa trước mua mấy triệu đó. Ghi lớn để được đùm em nha, đơn giản đẹp. Hàng mới nha, cái hàng second hand nha. 9310 sale cho 1.3 triệu.
9310 sao cho 1.3 triệu. Chị có không sòn nhớ không? Chung có 30 triệu. Thôi nè nè em tự lựa đi. Nè nè. Đây nè, bên đây nè. Nè đang like. Tự lựa nó cho người ta đi. Rồi 9.3 triệu. Trời mặt nó đẹp lắm. Nó 46 hết rồi bé ơi. Chèn ngôi chiếc nhẫn này. Theo như em thấy ông làm là em còn mỗi cái con chiếc một. Ba này mỗi cái em còn con chiếc 4 cái. Em bán giá tặng cho mấy bạn nha. À, 5 mẫu này mỗi cái em còn có 1 chiếc thôi. Đẹp nhất cái nách chưa? Em tặng luôn cho giá 1.3 triệu mới nha. Rồi em chốt đơn. Rồi chiếc này em chốt đơn cho giá 1.3 triệu. Chốt giùm em là 9.890. Ni bự nha mấy chị. Ni giùm em từ 15 trở lại nha. 15-16 trở lại giùm em. 989. Rồi em chốt luôn cho giá 1.3 triệu. 9.890 nhận xanh 8 lọc là gì gái tham gia Vinh nghe cưng. Giờ không nhớ lại em nhiều quá giờ hỏi ngang gì chị không nhớ. 9.890 tình yêu chốt tình yêu Thùy Trang. Đẹp gái ơi 9.89 Thùy Trang. Rồi cái này em 11.700 đẹp quá trời đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn nè các bạn. Ô 1.3 triệu luôn mới. Dưới đi 13 giùm em nha. Từ số 9 đến số 13 em chỉnh được 4 ni đó. 11.700. 117. 11.700. Rồi chốt giùm em 9 triệu con này. Ni giùm em đi 11, 12, 13, 14. À, 11, 12, 13, 14 giùm em. Rồi chốt em 9 triệu. Bạn này đẹp quá trời đẹp luôn em. Dạ em cảm ơn chị Nhã Khanh. Cho mình bốc giúp em nha. À, em cái nào Vinh cũng bốc rồi đó. Cục vàng thương Vinh nha, cục vàng. Tại giờ không nhớ cái gì để hứa với em á. Vinh nhớ anh mà Vinh quên đồ anh rồi. Ni 11, 12, 13, 14, 15 giùm em. À, 11.700 trần nè. Mấy chị đừng xáo vô xáo ra tổng nghiệp em nha. Rồi nó lộn. Rồi chốt em 9 triệu. Còn gì xì đâu hết rồi. Em muốn em ghé được rồi vậy. Rồi em còn 2 đôi. Em chốt tặng mấy chị luôn nha. 1.3 triệu. Rồi 9 triệu chốt cho bà tươi nè. Vừa đi tay bằng đó. Rồi em có 2 đôi. 8.3 triệu 20. Quá trời đẹp. 8, 3, 2, 10. À, đẹp xỉu luôn em ha. Nó có 2 đôi. 8.320. Rồi 15.340. Nãy em còn đen chiếc nha. Sale luôn cái nha. 1.3 triệu mới. Rồi bông tai chốt đơn em nè. Rồi những bông mai này em chốt mấy chị 1 triệu nha. Bông mai. À, 832 em chốt cho 1.3 triệu mẫu mới. Em có 2 đôi. Rồi ok châu mi. Còn chị nào nữa không? 8, 3, 2, 10. Xeo giá 1.3 triệu. Rồi chốt em 6.6 triệu. Xem chịu gam đi tay với 13 trở lại. 6.600.000. Đẹp quá trời luôn. Xem triệu mấy chị nhắn bông. Chắc tay mới 22. À. Cho nó em chắc tem không chứ không? Hoàng Thiên 66 nè con. À, Hoàng Thiên có đang bỏ tem chứ. 1534. Rồi Nana nè Nana. Nana có lấy luôn 66 hết luôn. Rồi cặp dòng này. Mi tai. Mi tai 52 trở lại nha. 50, 51, 52 cặp này luôn nguyên cặp. Em bán luôn cho 1.3 triệu ra. Ưu tiên chị nào lấy nguyên cặp. 28.500. Chèn ơi nó full day luôn em mấy chị. 50, 51, 52. À, em chốt đơn cho 28.500.000. Em chốt đơn giá 1.3 triệu dòng mới ha. Giá này em thật sự bán giá này chưa tới giá vàng luôn. À, nè à, đẹp xỉu luôn em đó. 28.500. Muốn lấy chiếc cũng được luôn nha bạn. Chiếc tầm 14 chị đó. Một chiếc dùm em cũng cực đẹp ha. Chiếc tầm 14. 50, 51, 52, 46 không vừa cục vườn ơi. 46 không vừa. 46 không vừa. Rồi em có set cạch chia này là hàng hiệu nè. À, chiếc nhẫn là đi tay tầm số 12 nha. Còn dây nó có toàn đen tăng đưa rồi. Nguyên một set em chốt luôn cho chị nào lấy nguyên set. À, bông tai của nó này cực kỳ đẹp nha. Một set duy nhất trên cõi đời này luôn.
em chốt cho 1499 hàng mới. Nhẫn đi 12. Đi 11, 12, 13. Set này 22.200. Giá đó là yêu thương rồi đó các em. Sorry, 22.200. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn em, chỉ nói tay nó không cần phải mít đâu. Để nhìn mít thẳng này. Dòng tay 14 á chị. Rồi, em lấy ha. Ok chị, được chị, em chỉ lấy một chiếc đi. Dục đi cái sợi. Rồi, set 22.200. Chịu tên 1.500.000 nó bạn yêu. Rồi, chú tình yêu Minh nào đây, 22.200. Rồi, Minh Huỳnh chốt đơn. Rồi, dòng tay bạn lấy một chiếc đúng không? Dòng tay lấy một chiếc, mình mang một chiếc. Rồi, con để con Nguyễn Tiền ở phía sau đi con. Rồi, 5 phút Minh Huỳnh con nhận được tiền con bán không? Cô Nguyễn Tiền nha con. Nói với chị sao lại nha con. Rồi, 5 phút không nhận được cô tiền là con xả nha, bấm xả nha. Rồi, cho em 14.500. 14.500. Dạ không được, vậy là con chốt cho cô Nguyễn Tiền đi con. Thông cảm nhìn mình đã bán xét rồi. Rồi con chốt cho Nguyễn Tiền, Nguyễn Tiền có đơn nha. Rồi chú tình yêu Phan Ngọc 1455. Đã bán xả lỗ giá rồi, đồ hiệu đâu có giá 1.400.000 mấy. Rồi, Thơ Nguyễn 1455. Rồi dính hết đó con. Rồi chốt đợt 1455 em hết. Rồi bông trà màu sòn lên 1455. Lấy gì con? Không nhớ, mày chưa nói lấy sao? Giờ hỏi không nhớ. Hình như còn. Rồi 1455 em hết rồi, Phan Ngọc với ai đó. Rồi dòng tay hiệu nè. Em có đi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ba cái dòng đặc biệt đẹp mới về luôn. Em chốt cho mấy chị giá yêu thương bây giờ 1.750.000 hết đó mấy chị. Em chốt 1.550. Thông cảm giùm tôi nha bạn ơi. Từ đi 46 đến 53 nha. Áo mặt hồi nãy chốt dài hả các em. Dòng tay này chốt đơm em 17.000.000. Đủ đi tay nè, đai trơm em cực kỳ đẹp, đồ hiệu luôn nha mấy chị. Xuất sắc luôn em nha. Dòng này là mẫu lạ, đồ hiệu VIP, hàng luxury luôn á. 17.000.000 đủ ni tai, 46 tới 53. 175 em tính 1550. Ba chiếc trọng lượng một cái sẽ khác nhau nha. Cho nên là khi mà em bán em sẽ nói nhiều trọng, nhiều gam lỡ nó lên nặng nhẹ thì do là trọng lượng nặng nhẹ nha mấy chị. Rồi. Đẹp chưa mấy chị? Một bên xích, một bên hộp. LV hộp 17.000.000 mới về. Nóng hổi vừa thổi vừa coi. Đặt cọc giùm em 2.500.000 nha. 2.500.000. Rồi em có một cái set chữ H này nữa nè. Đầu hết me, set men đen nè. Mà bây giờ tôi chốt cái bà set này. Chàng ơi đẹp quá trời luôn. Bông tai quen bật. Nhẫn nè, em chỉnh sửa đi được cho bà luôn nha. Em chốt cho 1450. 51 có đó quen ơi. 51 có cơ. Rồi em bán một set 14.900. 14.900.000 nguyên một set luôn. Chị nào có dây rồi thì thôi nè. Nhẫn bông dùm em, một set duy nhất trên cõi đời này. Hàng VIP săn tiễn dùm em. Chốt áo này ta chuyển áo chưa con? Biết chuyển tiền áo 500k chưa bạn yêu ơi, đợi mình chút xíu. 14.900. Lấy gì ha? 14.900. Đồng hồ ý dài bữa về 50 cái đó nhà ơi, đang về. Em về đồ xỉ mấy chị mặc của Nhật không? 14.900 cho tình yêu Kim Định. Rồi em lấy mỗi mẫu gì 5 cái về em bán riêng cho mấy chị, chắc chiều mai có. Rồi chốt đơn hết. Bông tai trái tim mới về. 5 đôi em còn 1 đôi em tặng luôn giá 1.200.000. 1 đôi duy nhất mà không đụng hàng. Áo nãy ai lấy. Rồi 17.000.000 em chốt tình yêu Hoàng Anh nhà mày. Mặc đồ dở mà dành lộ mua quậy mấy loại chị. Làm như mấy chị khoái đúng không? Đẹp được mấy chị phụ nữ mà. Đi đâu mặc mắt bình thường mặc ấy chứ cái gì cũng mắc mắt hết. Mình đừng có cao siêu quá. Ví dụ bây giờ thật sự mình có già quá thì mình cũng bình dân cho nó dễ sống. Anh cho em biệt thự nguyên. Mình ở biệt thự cũng được, villa cũng được, mà nhà tranh máy ngói lá cũng được. Quan trọng là cách sống của mình thôi. Chứ em nói thật sự luôn nha mấy chị. Con người ta em không có quan trọng trong bộ đồ. Cho nên nhiều khi đi chơi bạn bè nhau mình đeo sòn bự kể mẹ chứ bình thường. Thì nó đeo nó sáng hơn. Nó sáng hơn.
Hổng đen nó tới hù rồi nha. Còn bà ghé tiệm tôi là bà villa biệt thự gì như nhau rồi. Mà bưng vàng xề xề ra như núi Dông Cấp, nhưng bưng mấy bà mà núi dưới quê mà. Có nhiều chị nói trời ơi, nó bưng về như vàng giá gì ông nội. Mà bưng xề xề lên hài vậy cho dễ mấy chị. Giàu nghèo gì như nhau, không có phân biệt đối xử. Ai ta cũng mua trả tiền mặt hết ơi. Nghĩ đây nè. À mẫu ơi, đứng té đời mày đó. Đây, nằm trong mâm dây nè, màu đỏ đỏ ra. Mâm bà Liên này, nhắm không tỉ nè, nằm đây nè. Ờ đúng rồi, lấy cho bạn yêu coi đi. 14.9 là gì, lấy cho con, Kim Định lấy chưa? Rồi rồi, 1450 là gì, nó nói chuyện hoài quên chưa rồi. Thôi đây đây, tập trung mấy nhạc mấy chị ơi. Cho tiền đi mấy chị, cho tiền đây. Ok, à. Nói chứ người đẹp nhờ lụa là đúng, muốn sang thì nhờ vàng là cũng có luôn. Tại vì đâu phải trên đời này ai cũng dễ hương như em đâu. Còn có nhiều bài. Trời ơi, biết làm ăn được không, có này không có gì đeo hết trơn này kìa. Dạng dạng nó mấy chị, dạng dạng chứ nó có nghe. Dây van có nha. Rồi em cho bông tai 665. 6.650.000. Em bắn tặng nha, 1.200.000. Nhẫn xe có không hả chị? Ờ để em đặt nhẫn xe chút xíu nhé, chị mày đặt nhẫn xe về. Bông mới 6650. Rồi mặt gắn em về được 3 cái, 6 luồng mà đeo luôn em. Đồ hiệu mấy chị ơi, em chốt cho 1499. Mì kim cương em chốt cho 1299. 665 chốt cho tình yêu hồng lon. À, qua giờ em like sòn nhiều quá, gắn cho em like yến cho nó chọn vậy, cho nó nhiều nhiều xíu mấy chị. Rồi em lên sòn liền nha. Rồi chốt đợt em 5.5 triệu, 4 rưỡi tuần nước còn 11 triệu. À, đó, đẹp chưa? Rồi đó, em có 3 cái. Chốt đợt em 5.500.000 mặt ra. 3 cái này, em sang được có 3 cái. Chúc Trinh, chúc cho Trang. Nhẫn gắn hồng có nhớ gặp đâu. Rồi 55. Rồi còn cái duy nhất. Dây đang đeo xe 1299 luôn. 44.5 tấc. Trong vỏ sòn trong tháng đổi luôn 10 quăng tháng 15. Rồi chúc đợt em 5.500.000. Rồi chúc. À, rồi em chốt tình yêu ai ai lai mai gì à? 3 hộp và 3 ly 6. Không có. Đâu có ai đem không lấy 3 hộp. 5 hộp chứ ha. À, tôi đâu có lai 3 hộp, 5 hộp thiệt. 5 hộp này có 3 ly 3, nãy có trong đây nè, qua bị bơm nè, 34 triệu bán 39 á. À, còn à, là 3 ly 3 nha, còn 3 ly 6 là qua 45 triệu, 4 ly là 58 triệu. Rồi chốt đơn em 11.100.000, quá trời đẹp, 5.5 triệu hết rồi. 5.500.000 Vinh hết. À, rồi dòng 5 hộp Vinh lên liền cho, đẹp quá trời. 29.300.000 hình như tôi nhớ mâm nào còn á. Dòng 5 hộp không có, mâm này có căng chưa con, mượn mâm này bán. Kiểm định 2 giấy. Rồi 11.100.000 em chốt chai nè, Vân Quý 111 ban số 1. Chế ơi, chưa tới giá 1.300.000 nó đó chế. Rồi mượn đi. Mượn tay chút nhé, trả gì. Rồi nhẫn này em có với bà luôn 2 chiếc. Mẫu mới tinh tình tinh. À, y chang như sòn luôn. Bây giờ 1.600.000-1.700.000 hết rồi mấy chị. Em chốt cho mấy chị giá 1.350. Rồi xà lách xả 447. Bông 447 em còn đang đôi nha. Nhẫn này em chỉnh đi từ số 9 tới 13, 14 được nha. À, mặt à, trò đẹp quá mấy chị ơi, bên hông bên trên chín cộng lông cũng tóc ở đâu vậy trời Phật. 9.050.000 9050 quá trời đẹp cho một cục tình luôn em nha. 9050 kiểm định D2 giấy 65, F2 giấy 55 đi. À, rồi chúc đơn em 9050 không sao cục gì. Rồi quá sang như một cục tình luôn em, khỏi cần đeo sòn nha. Cái hãng bên này nó đẹp, em nói thật sự nha, nó đẹp hơn sòn. Không thấy cháu. 4.4.10 của cô râu salad, con chốt hình như Thu Mai. Thu Mai Long Xiên mà xiên lòng. Rồi bông này em chốt bán tặng cho mấy bà luôn nha. 1.399 là bông mới, 18.400.000. 18.4. Ờ nít giả nó nhắn chặn nó luôn tôi nghe, để nó công nói chuyện. À, kiểu mà giống như bất đồng quan điểm chặn, khỏi nó công nói nhiều. Ai mà giờ lên mà lên nít giả mà comment tào lao nói chuyện bậy bạ vô chặn. Thôi đâu mà sần sổ nó chia cho nó mệt. Đã biết là nó âm bậy bạ rồi, thôi đâu nói chuyện cho nó công. 9050 em chốt tình yêu nào đây. Bông tay 18.400.000. À, rồi nhẫn này còn chiếc nào bán tặng luôn 1.250. Ô mê lý.
905. À, còn 8.880. 8.880, 1250 nha. Trời ơi mấy chị, đâu phải đồ lướt đâu, đồ mới, có new collection. Dạ, yeah. Quỷ dương nhìn gặp với lắm bộ tôi lạ lắm hả sao lạ? Tới mấy đứa giả không khoái tôi nha. Cái gì bữa lên comment, cái chuyện mắc cười quá. Xong có nhiều bữa nó vô nó trả lời gì mà kia. Cái mình la nó ai mượn mang về, cái nó lên comment. Làm ơn mắc quán không mà. Thấy bên kia nãy mới bị gạt 3 triệu lên nhắc nhở khách giùm. Trời trời làm cho nó nhân viên tôi gì trời, làm gì cái ta hiểu lầm tôi nói trời. Mang gì đó. Làm ơn mất quát không mà trời Phật ơi, mới đi trong khi là nó là một cái cá thể lừa gạt riêng, còn mấy quỷ kia là riêng nữa, nó riêng nhóm hay chung nhóm mà nó vậy đó mấy chị, cái nó chuyện mất cười quá. Hi 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 vậy trời hả, bữa hôm nó ra quá đơn mà cái chị đó lại ghét tiền trời ơi, nó xuất quá đơn gì nữa rồi, nó quỷ dương như lắm nha. Cái con điện nó, cái nó biết mà nghe giọng con với trăm điện hai ba cột, cái nó nói chuyện với Hương quá. Trời ơi trời ơi trời trời ơi trời, vậy đó mấy chị, trời trời, tới nó trẻ luôn cùng em, nói chuyện với Hương quá à, nghi nghi rồi đó. Bà nội cha bà thiệt sự luôn. Không, nó có nhiều nhóm lắm nha, và nó có một nhóm nha, là toàn chữ hề nó chuyện bậy bạ cái này, mấy cái thù khoa rồi không à. Mà nó không phải là mấy nhóm này, nó có giống như 7-8 nhóm, mà có giống như 1-2 nhóm dễ Hương. Còn có một cái nhóm nào nữa chữ hề dữ lắm, cái nhóm nó quỷ yêu dữ lắm. Cái này gạt gạt nói chuyện với Hương cũng hoan hỷ đi. Thì đó, thì đó là nó khác nha. Con nhỏ mà tao vừa nói sao mày đi lừa gạt hoài, cái bắt đầu nó nói cái liền liền, nó chửi tao ngoài trời ơi, cái tao chẳng luôn, chửi gì chửi dữ hằng luôn, hết hồn luôn. Má nó giả má chửi người thiệt cho nó mấy chị. Rồi đưa cái mâm giam trong kia mà cho trong mâm đó nó lên nè, 18.400 nè. Dạ đúng rồi, một trang này thôi, một số tài khoản này thôi. Bạch kim thứ mấy nha, ngày nào cũng bạch kim với sòn. À, ngày nào cũng bạch kim với sòn chứ. Em lai chung bạch kim với sòn chứ, rồi cái gỗ đó con lai xong chứ. Rồi bông này em có 32 đôi mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi chúc em lo bán vàng đi, trời lâu lâu cho em kể chuyện, có nhiều chuyện kể với chị nghe vui lắm. À, rồi chúc đời em 14 triệu. À 18.4. À, dạ nó tới 1 chục nít mà có 3 nít dễ thương rồi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn, em hiểu LG bông đẹp luôn em. Em chốt cho 1499, 7.2 triệu. Em có 2 đôi và bông này em mới tiễn luôn đó. Mới tiễn luôn đó. À, đẹp cực kỳ mà em có 2 đôi. Em chào chế Út Mai về gắn 610 tuần sau ấy. Tuần sau về, năm nay thôi em không có dám nói nhiều nghe, nói nhiều không có nên. Năm nay là nói chung là em đầu tư 610 cho mấy chị là đỉnh đó. Rồi đầu tư sòn với mấy chị đỉnh đó, mà em chưa biết tiền đâu. Ừ. Chào em nói ông quỷ này, đất cát thì ta mua, kể về nghe, ta mua thôi bán đi, thôi uổng uổng, cái giờ muốn bán không được. Chào nói cho mày vừa cái tật mày. Rồi chúc đời dùm em 7.200.000 dùm em bông LG 2 cái. Ồ cái này để ở dưới giò được không? Bây giờ dây sòn chút xíu sau em ơi, để dưới chân đi xíu lựa ra mới được. À, 7.2 triệu Thái Trang. Rồi cho tôi bán này xíu đi, nên nó đổ cái sòn như tôi chưa có sòn được chứ. Rồi ok chế, cho tôi bán ý một chút đi. Nè con, chưa, may bồng bền nè, con vô con may bồng bền đó. Cô em mua mẹ đi, bán ế hay sợ lỗ, bán ế buồn lắm. Thái Trang 7.2 triệu. À, rồi chiếc nhẫn này em chốt đơn chân 1.2 triệu đi, 9 đi 10. Ê mua xong xiên màu trắng nha ơi. Rồi chốt cái tình yêu lên Lệ Minh. À Lệ Minh, à tin công chúa chịu mẫn đó. Rồi chúc đàm em 7.8 triệu đi, 9 đi 10 đi, 11 đi 12. Tại có nhiều cái nhân tạo, có nhiều cái sòn, cái nào nữa rồi cái em lấy cho luôn cho rồi. Đúng rồi. Rồi chúc đàm em 7.8 triệu dành lộn xả. Rồi bông trái tim dành lộn xả. Rồi 1399 luôn em bông trái tim. Em đang chia sẻ ít nha, đang kể chuyện vui mà. Rồi chúc đôi lùm em bông này 2.800.000. Em có 2 đôi, 5 đôi bị bơm 2 đôi, 2.800.000. Dây xoắn nhẹ ra em có luôn, gái đi dinh lên liền cho. Rồi 2.800.000. À, rồi em chốt chai đây có 2 đôi. Làm đi, khoái nè, làm đi em.
7,2 triệu giá 1499 này con, hai đôi gọi hết 2,8 triệu em chốt cho ai đây? Dạ tình yêu Yến Trang với tình yêu Thúy Đào. Yến Trang với Thúy Đào, ai được đọc tên có đơn. Rồi mặt thánh giá em còn hai cái, em chốt cho mấy chị giá yêu thương luôn em, 145 y chang sò 1450 luôn em. Nam nữ đã được luôn em, mặt thánh giá này nha. À con đã gỡ tem rồi, gỡ hộp rồi, nay chủ nhân tạo con hộp tôi gỡ rồi mà tay gỡ mà con không làm tem lại đó, cái tỏ không làm tem xíu coi tem có ai phạt tiền á. Đâu có đó, con nghe là chồng nó xe đề ba rồi mà đã gỡ rồi bán từ năm trước rồi. Là nhiêu cái vỏ đó không em giảm hay chế 15%. 18 đi. 50 thì bỏ luôn. 5,205,000 rồi tính em đi cơ. À, rồi chốt em 5,2 chốt ruột thịt rồi. Rồi dây này mắc giá mắc này mấy chị, 5 sợi em còn có 1 sợi nè. 1,650 bữa nay em bán vốn luôn cho là bán sợ lỗ luôn, không vốn luôn nha. 1,599 ơi, dây gắn cực kỳ đẹp, 1,599. Rồi chốt đơn em 9,250 1,399 5,2 cho tình yêu Lan Nguyễn. 5,4 tụt nước biết còn không, còn nước cao. Lấy nước ép 1V cho anh đi, 33 triệu. Cái kia cũng hai mấy à, lấy cho anh trắng luôn đi. Mà cái vỏ vô 5,4 không được. Nhẹ. Vô sao 3 mới được. Có 3 nhẹ. Sao 3 lấy cho anh còn tụt nước không ta? Không còn tụt nước. Trống luôn, ngủ cũng không tổng. Có tính dành 80 thôi. Rồi dây em 9,250 9,250 thôi nè, đẹp lắm, xuất sắc. Mấy giờ lên sòn á giấy rồi rồi đem đưa gỗ đi mẫu ơi, mẫu đưa gỗ lên mẫu 9,250 bộ 33 ban đẹp quá gái, đang lên ban nè, ban giá hơi cao được không? Rồi chú tôi đi Mỹ Linh 9,250 nè. Rồi đây là gì? 39,500 xem 1,2 triệu nha. 39,500 xem cho 1,2 triệu. Ờ nó mo đẹp cái luôn em nè, xem cho giá 1,2 triệu. À, xuất sắc luôn em, lòng trong chưa, lòng ngoài chưa? Đó. Cái này cách mua về đổi xong em nói chị không có đeo luôn đó chị. Không đeo luôn nha. Rồi em lên sòn luôn cho bà nè. 69,500. Tặng cho 1,2 triệu. 9,250 Bùi Thị Mỹ Linh. Rồi, nhẫn Amaro vuông 9,410,000 em sale cho 1,3 triệu nha, đi 12, 13. Trời ơi đẹp nè, full day luôn, đẹp chiếc nhẫn này đẹp. Đẹp hơn sòn lắm mấy chị. 9,410,000. Xe cái giá 1,3 9,410 rồi lên sòn cho bạn chút nè. Rồi em tặng cho đôi bông này nó chỉ 18 triệu. Chủ nhận em cầm 3 ly 9, 4 ly, 4 rưỡi, 5,4, 6, 3 được luôn nha. Trời ơi 2 tầng hộp luôn 18 35,900 hiện 135 mai chút ha, đang gửi cho em đó em. Dòng mo ha gái, ok gái. Rồi 18 triệu giùm em này. Được con đi lên đi, con đi được con đi ơi. Bông sòn trà nồi ha gái. Trời ơi mấy chị, to đùng 2 tầng 1 18 triệu à, chốt đơn em là 18. Rồi nhận em 9,450 nha. Chèn ơi, xe có 1,350. Còn mẫu đẹp không? Sao mai cho gái. Rồi đây chị. Rồi lắc tay nè, mang kia bê. Tính em sát cháy rồi, thương rồi. Tính em còn rẻ hơn giá lai nữa. Rồi chốt đơm em 9,440. Chèn ơi đẹp mấy bà ơi, Balenciaga có thùng tang đang đưa 9,440,000. Hẹn VIP không đụng hàng, mà em lên giá 1,3 triệu. 9,440 lên cho 1,3. Ờ lấy cho nhìn. Rồi ok. 9,440. Rồi chốt ra mặt em sale luôn cho 1,3 triệu. Rồi tình yêu Thanh Tý giùm em 9,440. Ờ có đi ăn cơm không? À, đi ăn đảo lại đi ăn. Dạ. Ok.
Sài Gòn cọp không à. Em nhỏ bé không dám lên. Chứ là nói chung tại không có người coi. Bà cưng em dữ hả? Rồi ruột dòng 3 em về được 10 cái. Em chốt ruột dòng 3 mấy chị luôn nha, 1.350.000. Muốn đeo ruột cũng được, hoặc là mấy chị muốn xỏ trang cũng được luôn em nha. 944 em hết. Bông hôm qua Vinh đeo à. Bông là nào Phương, Vinh quên rồi Phương. Rồi em chốt mấy chị từ ni tay 48 tới ni tay 52, 53 nha. 1.350.000. 1.350.000. Xong cho nói hả gái. Ê cái đôi này là cuối cùng đeo sao cho con. Đôi này móc bên đây vậy hả? Bên trên nồi. Đâu cái này nó phải móc lên cái lỗ cái tay trên đây nè. Xong đeo gì nè. Là dưới đây. Còn bên đây là chà nồi. Hai đôi à. 1.650.000 ôm này nó mắc. Rồi bí Vinh chốt cho mấy chị 10.500.000. Em có được 1 chục chiếc. Giá 1.350.000. 10.500.000 à, những năm 30-32 á. Đây nè mấy gái. Đó 48, 50, 51, 52, 53. Rồi bây giờ mình chốt đơn mấy chị luôn. Giá quá yêu thương đồng đầy 10.500.000. 1.350.000 nha. Đó mấy chị muốn xỏ cái này đó. Nào cân như nào. Giang đi bình thường mà. Giang đi bình thường 10.500.000 à, chỗ này như 54 nè. Con chốt cho mày bồng bền. Không biết lại gì luôn. Mẫu mẫu nhắn nào của e chị lựa này hả con. 10.500.000. Là đây tới 3 ly 6 hả? Đây không hiểu. Ông thủy nó có 2 ly 7 là nhiều nhất rồi. Tại nhìn được cái 50 mấy, 54 56. Nè nó có loại nhỏ nè. Nè 3 ly 6 là 44 nè. Giá lai nè. Cái ni ga ni chỗ. Chuyện nhỏ ai nói bà không ga ni được tôi sửa đẹp. Em chốt đơn chiếc nhẫn cho 16.500.000 luôn mà em. Hột nhẫn phong thủy 6 viên hột 2 ly 4, xung quanh là 1 ly 8 9 nút. Phương ra bông to to hôm qua Vinh đeo quá ha. Phương có hình không? Phương gửi qua em hả Phương? Phương ơi Phương gửi hình qua giúp em. Rồi chốt 16.500.000 xả lỗ luôn 2 mấy triệu. 165. Rồi ok gái em chốt tình yêu Hà Lê 165. Ở này nó nhiêu vậy? Dạ, mua đồ bông halo 145 là đúng rồi đó chứ. Tại mua like là 1399 rồi đó chứ. Em về được có 4 chiếc. Đó, hộp 2 ly 2 mấy chị. Cái này hãng bên vàng dày cái vỏ to 23 năm nha. Rồi em chốt mấy chị 16 triệu em được 4 chiếc. 44 triệu giá like không bất nữa yên tâm, chị bao giá. Đó, 16 năm em hết rồi. Vỏ luôn là bao nhiêu tiền rồi mấy chị, không cần tốn chủ đeo danh đưa giữa chỗ luôn em. 16 triệu. Chốt đơn giùm em 16. Chị muốn mua rẻ được giá 1399 đó, chị chia sẻ công khai. Chị chụp hình gửi qua cho mấy em lên đó chị. Giá 1399 được bớt 50.000 nha. Con đưa hình của Phương Phương là gì vậy con? Con đưa hình của Phương Phương thôi con. Ờ để mình coi liền cho bạn yêu nha. Rồi 16 triệu 4 em. 5 viên 6 viên em cực kỳ đẹp nha. Đi lại cơm hai thế ăn đi. Cuối đường nữa mới ra tiện nè. Cuối đường nè bà. Mới mở. Họ nằm trong đường treo mấy đường chỉ. Nằm đường Nguyễn Trãi nè. Biết luôn. Mấy mở ngày này nè anh dễ lắm. 16 triệu em chốt tình yêu Phượng Quách. Ta lấy rồi. Hồi nãy Nguyễn Thanh lấy rồi. Cái Nguyễn Thanh lấy nè. Dòng lít su gì luôn. Mấy em hàng mang đen. Em về năm nơi mới bán đôi. Nhẫn 16 tạo quế đủ ni tài. 4 chiếc. Về thật sự là về 5 chiếc. À, rồi đồ men này em chốt cho 1499 luôn men. Một men 1.850.000. Gấu biển ơi 16 triệu. Gấu biển là loại nào 16 năm hết rồi gấu biển ơi. Em chốt đơn cho 6.3 triệu. 6.300.000 chốt cho em gái quê. Đây em gái quê. Đâu đẹp chứ hả? Trời ơi. Sao nổi em càng lúc nó càng ngáo không biết đó mấy chị ơi. Rồi chốt đơn em. Hô đợi tôi chút đi Vũ ơi. Từ từ tôi lên nè. Rồi 6.3 triệu có 4 đôi. Đụng hàng em đền cho à, nó như đồ hàng. Mặt trên đó có bị gì đâu, bị gì nơi mụn quá. Bán mấy ngày chị đếm tiền quá. Cái mặt nó mụn rồi. Đếm tiền nó mụn. Rồi set bộ nè. Em chốt set bộ chỉnh sửa ni tay được. Ni đang cầm 50. Nhẫn là ni đường chỉnh. Nhẫn là ni tầm số 9 số 10. Rồi nguyên set em chốt cho giá yêu thương 1.399 luôn. Em nguyên set Amaro
Rồi bông tai em chốt đơn với chị 6.3 em có 4 đôi. 16 triệu chốt tình yêu Thảo Line. 925 ai lấy rồi gái ơi. Nó bị ẩn, nó ẩn comment đó cơ. Ngọc Châu Trần. Rồi em chốt đơn con này luôn em, giá quỷ diệt 30 á. Sorry, cái này là 3 ly 6. Em chốt cho 43.500.000, đổ lỗ 10 bán lỗ 15. Thật sự 5 biên 3 ly 6 mấy chị mua hết bao nhiêu tiền? 9250 nãy ai lấy cái gì gái yêu, đợi danh chốt. Mấy chị mà mua trên hình á, nó ra tem mấy chị nhiêu là giá chưa giảm á. Khi mấy chị mà muốn giá rẻ được 50.000 gam chia sẻ công khai, y gan như lên trên mà mấy cái quán cà phê ở trên Đà Lạt á, săn mây săn ngơ rồi đó. Chúc nhắc chuyện nghe con. Rồi em chốt cho 34.300. 34.3 lấy lẻ cái dòng không cũng được. Cáo 400.000, 500.000 ai lấy chưa? Phượng Quách hôm nay inbox em hết á. Chốt hình mà mấy chị chia sẻ công khai được giảm 50.000 á, tem lên nhiêu giảm theo tem đó. Tại vì em bán đâu phải như người ta mà bán mỏng mà ít đâu. Nhiều khi cùng kiểu này mà cái kia đồ cũ khách đổi đồ đã bán đi rồi, bây giờ trên hình nó không còn đồ cũ nữa, nó còn đồ mới đó, thì cái y chang kiểu nhưng mà cái giá nó khác rồi, đâu giống nhau được. Giống như cái mấy chị đang mua y chang nhau mà cái đồ lướt với cái đồ mới nó hẳn luôn vậy cho dễ, mất công quanh quanh co co quá à, nha. Mà em nói mấy chị đồ sale nhà em nước si đẹp con đồ mới đó, nó hẳn luôn vậy cho mấy chị nghe đi. Em có cái bí quyết gia truyền, bí quyết gia truyền à. Rồi 34.200 đồ sale mà nước si đẹp con đồ mới luôn. Mấy chị thấy ai gì mấy chị ấy comment đó, đồ mà muốn si á chị Vinh ấy, là đồ nước si chị Vinh cực kỳ đẹp. Xách bộ lấy bông không được, lấy dòng không lẽ được á. 343 tự tin vậy đó. Áo này ai lấy rồi gái yêu, nhẫn nhẫn 435 lấy mặc với bông cho em đây. Rồi nhẫn 9.680, tuột nước là sao như nói năm nay cho dễ hiểu đi. Mấy chị mà mua DOF là vàng 469 vàng SJC, tuột nước là vàng 9.5 9.4, nó cũng đẹp chứ nó không phải là tệ. Còn ví dụ như mà mấy chị mà mua tầm nước M, L, nước K là hộp nó bị vàng nhiều ha, còn tuột nước nó vàng mà vàng nhẹ thôi. Thì cái nguyên tắc nè, mỗi một cái nước của nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Khi mấy chị đeo tuột thì cái lửa nó sẽ chấp nhiều hơn. Khi mấy chị đeo cao, cái viên nó trắng thì nhìn vô cánh lửa nó không có chấp bằng cái viên tuột một chút. Chứ không phải là cái gì cao nó cũng đẹp nha mấy chị. Không phải là ai cao cũng đẹp hết, lùng lùng như mình là bỏ, không có. Lùng thì nó có hay của lùng, mà cao thì nó có cái đặc điểm của cao, nó vậy đó. Nhẫn đang đeo 43.500 nha. Rồi em tặng cho 1.1 triệu này, 9.680, ni 13 trở lại. Ni 13 trở lại giùm em. Like xong, khi ta like xong là đưa cái máy đó. Đừng chuyển qua, chuyện là lấy cái máy đó ta đăng lên luôn cho nó nhanh à. Còn không thì nhớ chuyển qua luôn, là khỏi chuyển đồ like. Con đâu có cần bắn đồ like cho mẹ ăn chi nữa, giờ đâu có chụp đồ like đăng lên đâu. Con chỉ bắn mấy cái đồ này thôi, ba like đâu cần biết, ai biết cộng gì đâu mà dám đăng. Đăng không có bị chữ nữa. 968 cho Nguyễn Hồng Minh, dòng lấy dòng mặt dây được không? Được, ok. Thank you. 34.300 chúc cho Úc Móm Baby nè. Đó, rồi chúc đơn. 968 cho tình yêu Hoàng Minh Hồng nè. 96810. Rồi nhẫn 43 cho Ly nè. Đúng rồi, tụt nước rẻ hơn cái, rẻ hơn 30%, nhiều khi có 50%. Kệ mấy chị, trang sức mà em nói mấy chị nghe, ngay cả tổng thống hay con vua hay Đức Phật đi thì đâu có thể nào mà trong mắt mọi người đều hoàn hảo hết đâu. Cho nên là mọi thứ nó chỉ tương đối thôi. Cái thứ tương đối với mấy chị sống đỡ khổ, tuyệt đối mệt lắm. Hoặc giả mấy chị thấy ai giàu hơn, đẹp hơn, cái bắt đầu mấy chị đau khổ, trời trời trời. Vì mệt lắm nghe mấy ông nội, mệt lắm nha. Rồi 6.3 triệu. Nhiều khi kiếp trước mình không gieo duyên rồi, giờ sao mà mình làm con đại gia được, mà sao mình giàu được. Đó, thì giờ mình tự làm thôi. Mà mình tại sao nhiều khi mình tự làm mình không bằng đứa kia hoài, mình tức hoài, hơi đầu tức. Đó, mọi người có căn có số có duyên hết trơn rồi. Cứ bà nào cứ ngày vô chốt đơn em món, em món là cuộc đời hạnh phúc rồi đó. Rồi em có 3 chiếc ô mê lý mấy bạn ô. Rồi em có 3. Rồi chúc đơm em 77772. Thiệt mấy chị chứ ai đâu mà nói chị, cuộc sống mình mà nhìn như người khác. Bây giờ em dạy con em nha. Em ít có đem con em phân biệt với con người khác lắm nha. Kệ nó mấy chị, kệ nó cực kỳ. Em nói nhiều khi khờ khờ đi chứ đừng có cho nó khôn quá. Nó khôn mà nó gian manh xảo trá, em cũng không chịu. Thà nó khờ nó hiền đi,
nó dễ hơn mấy chị, chứ mấy đứa người cà khờ trời đổ hết trơn à, thiệt thiệt chứ trời đổ hết trơn à. Em là không bao giờ em đem con em so sánh với con người khác hay kia này nọ đó nha, ít lắm, không không có dám. Rồi 7720 em chốt cho tình yêu nào đây? Jenny 772 Bi Hồng á. Dạ tôi khoái cái giọng bà ghê. 72 tụt nước có nè, 72 tụt nước, lấy 72 tụt nước đi gái. Rồi Trần nè, 772 nè. Rồi lắc tay nè, em còn có ba cái này nữa là xong rồi đó. 72 còn không thiết. Mà con cái giờ mới chỉ không nhiều khi làm bạn đó. Mà nhiều khi tức gần chết. Bạn mà bạn kèo dữ luôn nghe, chứ giờ không có kèo trên, nó cũng nít gì nó ngộ lắm. Nó không phải như thời mình hồi đó, tôi cho đó. Hồi đó mà đang ngủ trưa tí đi về, cái nghe là ngồi bật đầu vậy nha. Cái miệng thu quắc mà làm như là đang đi cái chuẩn bị cái quần áo dài sẵn rồi đó mấy chị. Hồi đó con gái mắc cái gì dễ ngủ lắm chị, chưa là nó buồn ngủ trong bụng vậy đó. Mà đà, gia đình đâu có người bán đâu, tí đâu cho ngủ. À, là đi hẳn xuống thôi, với đâu con đi áo dài, tao nói sợ tí tới gì đó mấy chị. Giờ con cái mình nó không có nhiều đó ha. Giờ nó nói chứ nó chơi nhiều khi nó chơi chơi ông nội ơi. Rồi thôi cũng thôi chứ làm gì nó vậy. Rồi chốc đêm em 9150 cho thấy Dương Mẫu không? Con em kêu mà thay son không? Trời ơi 2 năm rồi đó, không tha là không. Không tha là không, chịu không chịu thôi à. 9.150.000 vẫn thay son. Dạ. Dạ 1 triệu lì xì đi bà. Đeo đồng hồ màu trắng luôn nghe mấy chị, ghê chưa? Mua đen dữ bay. Mà hai cụ chó bị vô chóc hết trơn rồi. Rồi rồi trời bật ơi, còn không đi mua bằng tháng lương bằng mấy chịu mua cây son tha đi ông nội. Có tháng bà ế nghe cái bà nói trời, đi ra giá điện thần tài cho đơn đắt lên. À, đằng này bà lãnh tiền tem đồ nữa. 16 năm tình yêu đầm luôn thì anh Thuận Trinh nè. 91 năm. Rồi còn cái một duy nhất rồi. Dễ thương mấy chị, nói chung là cặn cù còn lại thì người tốt mới hỏi với em được chứ. Không tốt đâu hỏi được. À, rồi em chốt đơn mấy chị luôn em. Không tốt từ từ, tự nhiên trời Phật khiến dẹt hết trơn mấy chị. À, rồi 9150 tôi hết trơn rồi. Vinh ơi em chốt đơn sùm em muốn đẩy vô cái chút liền gãy về. Tôi lỗ 15 ha. Ờ tính 10% thôi, cưng Quỳnh Giao này cưng đưa bằng trăm đi. Ngắn dài quá cái tôi đọc nha. Rồi kịch gửi qua. Rồi nhẫn này em chốt đơn cho 1.350.000. 915 hết rồi Vinh ơi, xả 772 luôn đi Vinh. Đôi Vinh đang đeo là 6.3 Duyên ơi. Rồi chốt đơn em 7960. 7960. 796 em có 3 rồi. 7.960.000. Rồi em đưa nó ra đi, em không đưa nó ra nó không có chịu đâu. Để đứa chậm nó. 7.970. Mới về luôn nha, cái này bà muốn mai có nha. À 72.58 triệu. Rồi 796 giùm em 1350. Bữa nay giá vàng ai cũng bán 1.600.000 hết rồi cả nha. Em chúc ơi tình yêu hoa hậu Lê Gia Hân. 976 hoa ban hoa hậu Hồng Kông luôn nha. Rồi chú Huế Trân. Huế Trân cái tên nó cái nick giống như là bên vua vậy đó, Từ Phạm Huế Trân. Rồi chúc đơn 796 Ngọc Diễm. À, đơn em trước tới ok mã thương. Lẹ lẹ cho nhã thương đi trời ơi. Nhưng mà khách hàng mà không nhờ tôi mấy nhỏ này chứ nó ế điều đi lắm luôn á, nó chỉ thương tôi. Nhiều khi muốn la mà gặp miệng nó gì sao dám la. Rồi em có một cái set ra dây với lắc xi linh. Ủa có hai cái lắc tay xi linh. Trời ơi cái hãng gì mà nó mắc muốn chết mấy chị ơi. Mua vốn 1.620.000 rồi đó. Bán nhiều khi em lời có 20-30.000 gam. Buông ra tiền đông keo, băng keo đóng gói mua bảo hiểm có đồ đi là tao nói hết trơn. Mà phải gì mới được chứ em. Thời buổi giờ nhã nhí cho bà tâm tính dễ thương nha em. Nhiều khi người ta chửi em chứ em nói lại, em nói chuyện khùng khùng điên điên mấy chị người ta cũng ít nói được lắm. 3.500.000. 3.500.000. Xi men chiều nay về nè, để ai cửa hàng em đi Châu Đốc cho ơi nên coi nhé. 3.500.000 xi linh. Lắc quen lạc hộp nè, mua mà em đi. Bà hẩm về móc máy thì đòi hộp, rồi bữa nay về hộp thì đòi móc máy. Đánh đầu bà 5 cây với tôi cũng khổ lắm. Bà hẩm tôi đi cái con màu nói chị ơi lắc quen lạc hộp tôi mua với lắm. Cái bữa nay tôi đem về mấy chục chiếc hộp đó, nói chị tôi mua móc máy không à. Còn sao trời. Rồi 3.500.000 chú tình yêu em Ngô với Quỳnh Trần. Rồi dây này 3 cộng 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 này xả luôn 1.450.000 mới ha.
đồ mới mấy đồ second hand đâu. Rồi 3.500.000. Rồi dây chuyền em mới về nè. Rồi em chốt mấy chị luôn giá 1.499.000. Em về được 5 cộng 4 tấp rưỡi kiểu dạng Lý Trường Thành. Ờ em về được 10 sợi. Ờ 4 tấp rưỡi giùm em. 10 sợi nha. Móc máy còn á. Móc máy có luôn đây nè, bé lấy không? Rồi chút đơn em dây này 3.510.000. À, rồi à, BVL 3510. Dây này mới về có 10 cộng. Rồi, rồi để em lên từ từ, đợi em, 3510. Còn cộng xả luôn 1450. Rồi Quỳnh Trần lấy 3010. À, bông trà nồi. À, tên gì quên rồi, Vũ ơi, gắn đợi chị từng sao đi Vũ. Đang đặt cái hãng bên kia quá trời đồ nè, về em biết tiền đâu trả nè. Muốn đồ rẻ thì mua đồ phải trả tiền liền. Mà tiền đâu trả. Mà đồ đặt cái đó đi. 3, 5, 7, 8, 9. 3, 5, 7, 8, 9 đặt số lượng không mấy chị. Tại đặt nhiều mà nó có rẻ được, đặt món không có rẻ. Đặt quá cho đặt thằng bên kia thì đặt cho chị khoảng có 50 đôi bông, 30 chiếc nhẫn. Mặt mẹo ngâm có 10 cái. Vòng lắc khoảng 10. Đặt sò mà đặt tăng 100 món. Mà để không biết tiền đâu. Tôi cũng mắc cười thôi. Tôi mắc cười thôi nữa. Rồi phải chi mà tôi có đại gia mà. Xíu lên đó. Tôi kể hôm qua tôi kể bà nghe tôi làm chuyện ác với Xíu Lê cái tôi bị bắt bài bà. Cái chồng nói nhà chỉ mặt đây nè. Toàn bộ là biết đường đi nước bước của vợ hết nhưng mà ta không dạch mặt thôi. Chồng em nói em gì đó mấy chị. Em nói gì cái chồng nói biết hết trơn à, làm gì gì giấu gì biết hết trơn. Nhưng mà tại cố tình không dạch mặt thôi, nói gì em gì ông chỉ nói em gì mấy chị. Cái em giận mấy chị, em giận. Nói trời ơi trời. 3510. Thiệt có nhiều lúc em không có tiền, thiệt không tin em đi nhập hàng chứ. Tài khoản em nhiều cái mấy chị thấy em nhiều khi nó có sẽ có rất là nhiều số không. Nhưng mà tới thời gian là tầm khoảng tuần là em trả hết trơn là em không còn tiền. Chọn cái em nó còn tin em, nó tin không mẹ em con. Nó nói không? Nó không quỷ. Đây có những chữ B, nào những chữ Y. B, Y, đó, D, B, 3, 3, Y, Y, yêu yêu. Rồi, mi bự nha. Mi 15 trở lại giùm em chữ B. Đây nè, ai nè, bình nè à, bó, bát giùm em nè, chữ B nè. Em tặng cho 1 triệu 2 thôi. Rồi, chốt giùm em 7.740.000. 3510 ai lấy rồi. Rồi, lên thêm dây mì lên liền, trời trời ơi, hàng chi. Rồi, em lên chữ B cái 7740. Em ăn sale cho 1 triệu 2. Chữ B với lại chữ B với lại chữ Y, không có chữ N, không có chữ T. Mẫu ơi, order chị vàng con 20 chữ T 20. Đúng rồi, chữ T 20 nhận. Với chữ H 10 đi con. À 74 cái tình yêu duyên Nguyễn đẹp gái nha. Anh nằm đây cái giả mà mặt mà đẹp như trời. Cái bộ nền nền nha, can can cho mua vàng chứ gì chứ. À, nhưng mà đẹp thiệt. Như Ấn Độ nha, 74 chút cho bé duyên nè. 1.2 triệu. Rồi chữ Y. Y yêu yêu yêu. Mình cho chữ D, chữ giờ với mẫu. Chữ giờ 10 nè, chữ H 10 nè. Chữ T 20 nè, chữ M 5 nè. Chữ O 5 nè. Chữ X nha. Mày đừng có chữ dắt nha, Việt Nam mình không ai tin dắt nha ba. Chữ X 2 móc 5 nè. Còn chữ gì nữa không? Chữ T không, đừng có dương miệng, nhẫn dương miệng lúa lắm. Chữ H rồi, nhỏ vậy là 7.560.000. 7560. À, và còn chữ gì nữa không? N L nữa mẫu ơi. N L 5. 7560 em sale cho 1.2 triệu chữ Y. Yêu yêu. Em nói nghe này, chuẩn bị 8 tháng 3 tới nghe, chuẩn bị quà nha mẫu ơi, xuống ngay xong nhắc nha mẫu ơi. 8 tháng 3 là bán toàn bành bành không, mà chỉ biết sao. Là vợ chồng thật sự rồi, 14 tháng 2 nhiều khi còn quen, ai biết vừa cho sống chia tay làm gì nhau. Đúng không? Còn 8 tháng 3 là toàn là chơi tặng mẹ nè, tặng vợ được không mà. Nhiều khi cũng tặng bồ nhí mà bồ ruột rồi. 14 tháng 2 chứ bồ chưa có ruột nha. Chữ giờ luôn, có luôn. Chữ giờ 5, chỉ có T nhắc thôi. Rồi chữ N 5 luôn, chữ Q 5. Chữ U nữa hả? Ờ chữ U phương quy, chữ U 5 nữa. Rồi chữ B 5 nữa. Chữ N, chữ V 5 luôn. Rồi chữ L rồi.
chữ A nữa, chữ A 5 nữa, chữ G nữa. Mày đặt 24 chữ cái rồi, 24 chữ cái mày bỏ chữ dắt ra đi. Ờ hai tao cũng khùng nữa nó, trời đất ơi. Mày đồng vậy. Ờ mà này đâu là ờ C nữa kìa, bờ nữa kìa. 24 chữ cái bỏ bờ, mày bỏ chữ dắt ra nè. Nhà mình có ai tin dắt, Việt Nam mình ai tin dắt. Ờ mày bỏ chữ K rồi, ok mấy chị, ok ok em đặt rồi, đặt 24 chữ cái. TH thiền chục đi, còn lại 5. Mặt ống sổ luồn em có 2 cái nè. À, Amoro sổ luồn luôn, em chốt cho 1450. Em đặt 24 cái đó, còn bỏ chữ sách ra đi. Trời ơi, sao anh like vậy hả? Anh vô tiệm vàng anh vui vậy hả? Rồi em chốt mặt ống 5220, em có 2 cái. Đây mặt ống ha, rồi em đang đặt anh ấy chị. À, 5220. Đây ha, đẹp chưa, 5.220.000. Có màu hồng không ạ? Ống này ống màu trắng nha, ống trắng xỏ luồn qua luôn, cực kỳ đẹp, modern lắm. Chú tình yêu Kim Hòa có 2 cái mới, mặt này có 2 cái mới, bán cái này xả luôn cho 1.299.000. 52 chốt cho Quỳnh. À, rồi mặt này em chốt cho 1299 luôn nghe mấy chị. Bây giờ 1.500.000, 1.600.000 rồi, hàng mới rồi. Em chốt đơn cho 12.550.000, 12.550.000. Nhắn vuông này em tặng mấy chị 900.000 một gam, ni tay từ 13 trở lại nha, 900. Rồi em chốt mấy chị luôn 12.550.000, 72 tuột nước, nước y, nước tri, ca tương, ca rưỡi, 158.000. Rồi JB lên liền cho Mon nè, tôi có lên JB liền, làm 23 chữ cái thôi, chừa lại cái thằng quỷ dắt nha. 12.550.000 chốt cho Phương. Mấy giờ lên sòn hả? Hứa hay bơm quá. À, 12.550.000. Hứa hay bơm quá. À, giờ mấy giờ? 3 giờ, lại ý hai xong 3 giờ em qua sòn liền. Mì trơn mấy chị, có một chỗ bị cụp nè. Chờ bán á chứ chút xíu cũng chỉ nữa mấy chị, cho nên là sẽ không có vụ mà giống như mấy anh chị mà nói đồ lỗi gì đâu nha. Tại vì nhớ chưa kịp thấy là em đã chỉ rồi. Chốt em 9.250.000. Rồi 5250 giá 900.000 nha. Bông ăn đeo 6.3 chế có 4 đôi. À, bông số màu hồng và màu trắng, Jenny ơi có màu trắng. 5250 xe 900.000 cho nó chế yêu trang. Con kêu con Cẩm Hường nó chết tin nhắn nó tình yêu chị yêu mai chút lại gì vậy con ơi. Đồ cũ không được rồi đợi gọi đổi về nó chị. Rồi bông CD nè. Đẹp quá mấy chị ơi, mới về được 2 đôi đồ hiệu. À, đẹp cực kỳ, trơn, đừng móc máy không giống đồ hiệu nha. Em chốt đồ hiệu 155. Mấy mã này em săn mấy chị thị trường không có đó. Chốt đơn em 8450. 8.450.000. Rồi dây này em về 1 chục cộng 4 tấc rưỡi, đợt này không không có 5 tấc. Ờ. À, con nót của mày bồng bền không, có giấy 72 đồ không không? 72 em có không? Con nót của mày bồng bền đấy không? À, nhỏ ai ơi, nót của mày đồng bền, xíu chụp hình của mày đồng bền coi đi không? Đây 6.3 lạ này. Rồi dây 4 tấc rưỡi, 8450 có 2 đôi, từ từ để em đeo vô cho con, từ từ coi mẫu con cái hả, chốt chưa. À, 6.3 tuột nước hồi nãy em bán là 80.000 còn không, còn gì nào nữa. À, đây rồi Bùi Thanh Hương mối con nè mà không có vô tin nhắn được nè. Bùi Thanh Hương nè, rồi có 2 đôi, không có đôi thứ 3 đâu. Mấy tôi đeo đôi, tôi làm chị em bạn gì với Bùi Thanh Hương được không? Thôi Cẩm Nhung lấy đi, chứ muốn tôi gửi tình yêu tôi nghe, tại tôi ham tiền thôi. Để làm chị em bạn gì vậy? Rồi ok gái. Ê bà lấy chiếc nhẫn là nhẫn gì vậy? Xin lỗi, cái đó là cái mặt đó. Ly à, cái vòng này hả? Đúng rồi đó, 290.000 đó cơ, mình không có full mà đẹp lắm đó nhỏ. Đẹp hơn cái dòng em đưa chị đó đang có sẵn này Ly. Tám bốn năm vô chưa con? Bán 155 mà kệ. Lúc mai là chị cứ hỏi hoài chứ, chứ mã nhận đơn là chị Nhung chụp cho chị gõ trơn rồi. Mà chị hỏi xếp đang giao mà chị hỏi hoài à. Cái đồ nhiều khi rồi người ta đóng gục. Con cho chị nói chị con
alo xếp chỗ bên cạnh nào đó kêu người ta đi giao gấp cho chị đi. Được giờ con cho, nhưng mà bây giờ con điện cho cái anh đó cho đi, con cho ảnh 20.000 50.000 gì đó cho đi giao chị gấp chị đi. Thì khi mà chuẩn bị bay đi nước ngoài hay sao? À, rồi chúc đời mẹ em này. À, nè đẹp chưa mấy chị, đừng mà caro luôn em. Em chốt mấy chị luôn 149 chứ. Năm 25 em hết rồi. Năm tôi tụt nước 25 26 triệu mới rồi, tuần sau mới có chứ Hân ơi, chứ Hân. Rồi chúc đời em 22.500. 22.500.000. Có 4 tấc rưỡi à. Hanh Mai chuẩn bị bay nước ngoài nè con. Ô cô Duyên 72 người ta đi sao rồi, ơi đi Việt Nam với nước ngoài nè. Để nó công đi nước ngoài không có gửi khai xanh đi được nè. À, 22.500.000, 4 tấc rưỡi bạn ơi. Sorry mình cũng lấy hơi dở nha, đáng lẽ mình phải lấy làm 7 cộng 4 tấc rưỡi rồi 3 cộng 5 tấc ha. Mình hơi ba lơn mình chút xíu, mình mắc công chút xíu mà cho đủ luôn em. 22 năm. Mua hình nó chốt em 12 á. Để chị coi tính em 11 được không? Caro đẹp chưa? Nhận 900.000 là chị chia lấy rồi. Cái gì để nó 5 tấc mấy chị chốt đi rồi em lấy 5 tấc cho. Chốt đi rồi em lấy 5 tấc cho. Nghe xin lỗi mấy chị cũng quên. Có nhiều khi em đi lấy cho gọn mà phải lấy thêm 5 tấc mấy chị tròn tròn đeo chứ. À, đẹp lắm, cái đẹp lắm. Ô mê lý. 22.500. Em chốt cho Thanh Dung Nguyễn chốt đi. À, chị nào lấy 5 tấc á? Không không có dướng tóc cherry. Con chốt xong mà cái dây đó là đừng có lên cho người ta, tại vì 5 tấc để con mua về liền. Con mua thêm 5 năm cộng về liền. À, 22 năm. Rồi ok, Nhung Nhung cứ chốt gì đi Nhung, rồi nói tụi nó lấy 5 tấc rồi kêu tôi nha Nhung. Dạ dòng đang đeo 250 triệu. Ấy 240 triệu. 22.500 chốt đơn. Cherry lấy đi đi bao đẹp. Ok tình yêu Ngọc Dung. Chị chốt đi rồi kêu em lấy 5 tấc chứ. Em kêu mai nó gửi về, mốt gửi về. Rồi chúc tình yêu Kim Quang 22 năm đi. Xóa mẹ là ok, mặt mẹ Quang Âm lên này. Chúc báo dưới này cho cô mua 10 cộng 5 tấc nha con. 22 năm Cherry Ngọc. Dạ ok Kim Phượng cứ chốt mã 22 năm đi rồi tôi order về liền. À, tình yêu Hồng Nguyên dùm em. 45-50 báo trong tin nhắn dùm em nha. Chút xíu con coi cộng nào năm bao nhiêu cộng 5 tấc báo con, để cô lấy luôn cho con chục đi. Quên xin lỗi mấy chị, thay vì mình phải lấy 7 này 3 kia đúng không? Làm giọng sợp lấy chục một cỡ một. Rồi tình yêu Phương Phương với Vinh xã Phương Phương 1255. Rồi có cái thiệp của Phương Phương, nó có mắm xã thiệp của Phương Phương. Rồi em có một cái sợi dây này thôi. Ờ đẹp mấy chị ơi, có 1 cộng 2 cộng 1. Về được 5 cộng mà còn có 1 cộng 1. Nè mấy chị quá dễ thương ha. À, rồi em sale luôn cho 1.599 nha. Dạ ok Long Nguyễn chốt đi em lấy 5 tấc cho. 5 tấc em nặng hơn chút xíu nha. Rồi chốt 22 năm. Rồi bây Vinh lên nè mấy chị luôn. Quá dễ thương 1599. À, Thanh Mai chốt nào Ngân ơi. 4.5 triệu. Lấy này đúng không Thanh Mai? 4.500.000. 4.500.000. Rồi dây miền trơn có con chỗ bị cập 4.5 tấc nha. Cầm lên à, cầm vuốt tay là có con chỗ ha, chỗ bị cập nha. Rồi 4.5 tấc em chốt cho giá 1.200.000. Mình cầm mình biết thôi chứ thật sự đeo thì không ai thấy, nhưng mà tại bán nói thiệt cho mấy chị biết luôn. Rồi 4.500.000. Chốt đợt em 9.060.000. Đây 9.060. Nè con chỗ bị cập nè, thấy không, em chỉ luôn cho coi nè. Một xí xì 4.500.000 em hết rồi. 9.060. Chốt đơn nha, 1.200.000 kìa. 1.2. Lắc tay này em có. Mẫu ơi. Dạ. Em đưa làm gì rồi sao không xi lại chỗ này mà làm đen gì á? Ai làm này em bị la. Nè em nhìn nè. Đó. Em cắt bỏ cái mắt đó thì phải xi vậy chứ, rồi bắn ba cái laser đó rồi rồi bị đen hột hết trơn dưới, thấy không? Ẩu không làm gì trơn vậy, đi giao đồ xuống tay rồi khách hàng mua về rồi sao? Có phải đang bán đồ mới mà như đồ cũ không? Giao đồ đi tàu lao nha. 9060 em chút tình yêu Khả ai. À, sao buồn Vinh nha em nghe nè. À. Rồi dây này em có 1 cộng duy nhất luôn em nè. Trời ơi mấy chị 4.5 tấc. Em bán xả lỗ luôn cho mấy chị mì bi kim cương luôn 1.450. Hết luôn rồi Hiền Trang ơi.
đồ mới mà làm tại ăn đồ cũ nó sao được. 16.400.000 giá 1.450.000. 16.400.000 chàng ơi, mấy chị 145 à, dây giọt nước Vinh ơi, dạ 16.4 mới nha, tại em bán tặng em xả lỗ luôn á thời điểm này là. Rồi em chú cho Mon 164 dây đẹp lắm Mon. Rồi dòng này em có hai con đây trơn, ni tay từ 48-58 đều được dùm em đang cầm là từ 50-54. Dòng CD như này trên tay là 27.300.000 Nhật Uyên ơi. À sòn như Vinh dạ 164 hết rồi. Em căng chiếc ni nhỏ nè, em bán giá sale thời điểm hôm nay luôn cho mấy bà luôn, thua giá vàng luôn. 1350 20.950.000. À lắc lên lạc mới giờ lên đây chế. Ni tay là từ làm ni được nha mấy bà. À rồi đi nhổ găng đi. 20.950.000. Đó, họ đẹp nè mấy chị ơi. Đây trơn Amoro luôn, xuất sắc luôn em. 20.950.000 giùm em. Quá trời đẹp. Dòng bên đây 27.300.000. Bên đây là 240.000 mấy chị, ni 50-52. Rồi cái này là đây trơn nha, chỉnh ni được. Còn bây giờ trước mắt ni này ni 50 nè. Đó. Đó, ni này 53-54 nè. À, thương đòn chút. Chút rồi, Phạm Kha Ái. Chị nào chốt con dây mì 9.60.000 vô trong tự in bóc giùm em ấy. Hồi nãy chị nào chốt được dây mì 1.200.000 rồi 20.900.000. Trời đẹp lắm à, đẹp cực kỳ. Rồi còn chứ đây trơn luôn, 5 hột sang dữ lắm sang à. Rồi vô trong chọn đi giúp em 53-54 lấy cho thương đòn đi con đi lớn. Rồi Giang Nguyễn là lấy đi nhỏ 20.900.000. Rồi em hết luôn nha. Rồi cái này em về 5 chiếc, em còn duy nhất 1 chiếc thôi. Em bán giá sale nha, rẻ hơn đồ lướt luôn, 1350. Ni chỉnh đi được nha, còn em đang cầm đi 50, 51, 52. Y chang dòng sòn mấy trăm triệu luôn nha mấy chị, 1350. Chị mì nói ai lấy thôi, anh bóc giùm em nha. 20.630.000. 20 triệu hết rồi, 900 hết rồi Châu ơi. Còn cái này nè đẹp quá trời nè Châu. Có này nè Châu, quá trời đẹp Châu ơi. À, 20.630.000. Rồi chúc cho Mai tiền, qua tiền. Ok. 20.630.000. Rồi 20.630.000. Một ba năm. Rồi đôi này cũng bông mới luôn em, Tết em chốt mà còn một đôi nè. Em chốt luôn cho 1350 bông ghép luôn, y chang bông sòn 100 triệu. Mà em bảo đảm hộp nhận không thấy cháu đẹp hơn vỏ sòn luôn. Em bán đồ ý mà em bao đẹp hơn đồ sòn đó, 13.019.014.000. À, 13.014. Một 13.014 giùm em. Cho chỉnh màu màu cho đẹp chút đi. À, dây mì mặc gì cũng được chị. Con vô con Ma Tiên chưa? Rồi bông tai 13 triệu nè. Đẹp lắm. Ủa con vô thương đòn 20.900.000 chưa? À, con vô cô thương chưa? Nói cô mới cho mẹ tiền đi, hết tiền rồi, nhập hàng hết tiền rồi. Đây 20.900.000 thương đòn. À, đây đó, ô 13 triệu đẹp. Đẹp xuất sắc, còn sót một đôi duy nhất. Vì ó 84-50 này chốt chai hết rồi, mình chút biết có bị bơm không thì mình không biết. Giờ trước mắt là nó hết đó. Trời ơi đẹp chưa, 13 triệu đẹp lắm, uy tín. Mấy chị đeo này á, em đi chụp hình em cũng không cần đeo sòn luôn. Thiệt không cần sòn. 13 triệu vì đồ ý nhà em đẹp hơn sòn. Dây hồng luôn mặt hai gái. Đó đây. Em có hai con. Đụng hàng em đền nha, em chốt giá yêu thương luôn nha mấy chị luôn. Dây hồng với mặt hiệu luôn em, 1450 em có hai. Thương đòn tự inbox giùm em ơi, tình yêu thương đòn ơi. Chị ơi tin nhắn mấy đứa đẩy chị không vô kìa, chị tự inbox giúp em. 8.550.000 à, đó nè đó. Xuất sắc luôn em, bà xì trắng được luôn nha. Để lên vàng hồng nè mấy chế. Dây với mặt luôn em 8550. Mặt cực kỳ đẹp luôn em, xì trắng em tặng.
oxy trắng hoa bột gam 30.000 đi, đây tặng tặng người không kia, tặng nó kỳ trắng gam 30 rồi. Chúc đời em dây vip mặt vip 8550 xem một hộp ha, có luôn. Mặc ống này 5 cái em còn có 1 cái nè, em bán tặng luôn cho 1350 nè. Ờ, bán xả luôn đó em, là đồ mới nha. Rồi em chúc với chị 5575 5.575.000. Rồi em có bính này em về được 5 cộng 5575 5.575.000 chốt cho 1350 mặt ống. Xỏ luôn và đeo luôn em đây cả nha. Rồi em chốt cái dây này mấy chị, hiệu cạch tiên nha, đồ hiệu nè. À, hãng viết nó như 11 đó. 855 si trắng ok Vũ. Si trắng bạn em cho nó si cho bạn đi. Sao cổ Thảo mà đơn trước Tết này tụi con làm lâu vậy, sao vậy? Lý do sao vậy? Cổ Thảo Lê ở trên lầu đó con. Rồi con coi này coi si trắng 5575 tình yêu tươi nè. 5575 là gì trời? À, mặc ống vô con 5575 của tôi 7.200.000 nhầm em. Thảo Lê bình thường nha Trang, tụi con làm nhanh mà sao mà để tới trước Tết thì sao giữ các bạn yêu. Coi coi. Rồi chốt đầm em 7.200.000 7272 đó. Đẹp, nó là đẹp đậm đà luôn đó. Đậm đà luôn em nè. Các bạn ơi 7.200.000 72 855 em hết rồi. Ngọc Như Ý 7.200. Toàn đồ đẹp quá mà. Cục vàng. Vậy hả cái yêu có đi chùa không? Đi ghé luôn á chị. Dạ. Trời ơi cưng không? Có lựa gì chơi gái ơi, xíu xin bộ hình coi. Xíu xin bộ hình. À. À. À, lựa đi cục vàng mình đo đầy đủ nhiều đồ nha. Có chăm sóc của tình yêu ơi. Rồi em chúc với chị Giới yêu thương 1350 luôn. Gì em ăn em? Mẫu đi nhổ răng rồi. Đây căng chùm này Hằng ơi, kiểm chéo. Nhổ răng nè. À, có bính có cương luôn. Có luôn, có bính có cương luôn. Căng nó kiểm chéo đi con. 845 em còn rồi, nãy chị nào hỏi em nè. 8450 CD em còn. Chốt giùm em cái mặt này 9 triệu, mặt ý mà đẹp như sòn ấy chị. 9 triệu. 7.2 ai lấy rồi. 72 lấy mặt này VIP 9 triệu. VIP 9 triệu luôn mà em. Rồi dòng cạc tia full luôn mà em nè. Mi tai 50, 51, 52, 53, 54 luôn mà em. Chàng ơi nó đẹp mấy chị ơi. Rồi em chốt cho mấy chị 1499 luôn. Chốt giúp em 27.900. 72 ai lấy đây. À, 9 triệu là em chốt ở tình yêu Huế Trân. 1350 cưng ơi. À, rồi dòng này 279. Dì bính có đấy các, để chị làm dì bính. Rồi nhẫn này em còn có. Hình như có một chiếc một. Còn duy nhất một em. Tặng luôn cho 1.3 triệu. 7.2 triệu em hết rồi. Rồi dòng ta 279. Khóa mấy chị đeo ở đây nè. Đây mấy chị. Khóa đeo đây. À. À, đeo xong mấy chị đeo vô xong mấy chị cứ cho nó khóa ngang lại thôi. Đeo đây xong cho nó khóa ngang lại. Nè mấy chị. Đeo xong khóa ngang lại. Đó. Là ok. 279. Không cần khóa luôn gì nó cũng bền nữa. À, dạ ok chứ yêu an nhiên lấy mặt cái trang. Thôi lấy mày lấy bao lì xì đi tao tao tặng cho. Chứ yêu nè. Chuẩn bị bao đâu có nhiều lắm. Trong đây nè con. Đây nè, ngồi xuống đây nè. Em lấy. Đó, em bưng cái lì xì không? Rồi đừng nhờ chân. Nào cưng. Không biết lấy cái nào rồi con gái. Đây lì xì nè gái yêu. Ý. Năm mới bắt tài nè con ơi. Lấy em chị, lấy em chị. 9 triệu cho An Nhiên. À, 60 đeo được không có nhỏ đâu.
chạy 2 triệu 900 được, mua cho mẹ được. Không có nhỏ, dòng mạnh kilo mà. 8 triệu 150. Đằng này nè, rồi đi đâu đằng hả bà về xin. 81 50. Ni 12 trở lại, em ni nhỏ nha. Rồi nó mới bắt tay cân 50 tỷ. Rồi chỉ có 72 còn bằng cân, chưa có 81 cân. Rồi nhẫn bông nè. Trời ơi, mấy mẫu nhẫn nhà em toàn là đẹp đẹp không. Đó, VIP luôn em. Bây giờ chiều rưỡi chiều sáng hết rồi. Rồi 81 năm em chú tình yêu qua Ngọc Nguyễn 81 năm. Comment hoài tự giọng. Ê bà comment túi gì á gái. Rồi em chốt giá xe cho 1399 luôn. Rồi chốt em 8 triệu 100. Trời ơi đẹp chứ mấy chị nhắn bông mai 8 triệu 100. Dòng đang đeo từ từ đi mấy mẫu Italy em sẽ đặt qua 610 nha mấy chị. Giờ trước mắt thì chưa. 8 triệu 100 nghìn. Từ từ em giao lên nữa. Rồi kim anh nhầm em. À, Trần Văn chế từ giờ không thấy thiệt, thiệt tình là không thấy. Không với giá bộ mà không thấy thiệt. Thì chứ còn anh em gì đó. À, chứ cái em đẹp phải không? 8 triệu 1. Bắt cái bánh sáng này đi. Rồi. Bông CD này còn có 1 đôi nè. Tặng luôn mới, tặng luôn cho 1 triệu 3. Tặng cho 1 3. Rồi chúc đàn em 5 triệu lẻ 44 ngàn đồ mới nha. 5044. Rồi em chúc Thu Thảo CD trái tim. Đâu rồi. Nè con ghi 5044 thả tim nè mẹ. Giá 13. Rồi lắc tay nè. Em còn cộng nè em tặng luôn 1499. Em bán cái mã này 1499 là em lỗ á. Mới nha chị, em chốt luôn cho 1499. Nặng luôn. Rồi có đôi bông này muốn bán là phải đeo vô. Mà đeo vô là cả vấn đề. Dòng ba nữa đâu cũng để này đi con. Rồi set LV này em có một set duy nhất. Dạ, gì ép mà mời con không? Cô kia lấy rồi. Có báo với cô là lỗi mà cô cũng lấy hay có đẹp quá cô lấy. Rồi cho em là 5 triệu 960 ngàn. 5960. Rồi 5960. Mặt vì sắp mới về. Sắp mới nha. Em tặng sắp này cho 145 luôn. Nữ nam đeo được chung 177. Rồi, xin chào anh. 596 là em chốt tình yêu Mỹ đăng. Rồi chốt với em là 17 triệu 700. 17 triệu 700 ngàn. Xong báo chị qua xin bô hình nha. Đẹp nha chị. Điều sát nữ nam gì đeo chung được hết. Đeo chung được hết. Chung được nha bà. 17 triệu 700 ngàn. Nhà em cái này ta bán tới 20 triệu 500 lận đó. 177 mới. Dòng với nhẫn này em có một set nè. Full day luôn em nhẫn nè. Nhẫn này đẹp chưa? Mà dòng thì em có 2 ni. Nhẫn thì có 1 chiếc 1499 nè con. Trời đẹp chứ nó như sồn đó mấy chị. Mặt là 17 triệu 700. 177. Rồi set này em có một set duy nhất. Chị nào lấy nguyên set này em chốt cho 1 triệu 2. Set này em chốt cho 1 triệu 2. Ni tai dòng là em chỉnh sửa đi được. Trước mắt là 50, 51, 52. Chú giùm em là 29 triệu nguyên set sell cho 1 triệu 2. Trời ơi đẹp chưa mấy chị. Xuất sắc luôn em. Dòng nhẫn bông. Có ba lá màu đỏ có bông hay là nhẫn cưng. Nè. Đó. Em có bán dòng lẻ cho mấy chị nha. Nguyên set sell cho 1 triệu 2 bông tai nè. Đó. Rồi đây là nhẫn nè. Dạ bán lẻ thì một là lấy combo nguyên sách mấy chị cũng không lấy lẻ lấy cái dòng. Đó quá trời dễ thương chưa. Dạ lấy dòng không được tình yêu. Dòng không là 15 triệu. Làm mà giao đồ vậy rồi sao ta được. Làm mà kiểm tra đồ chứ nó mấy ai hút mấy anh làm gì mỗi món nào làm mẫu là vinh phạt 100 nghìn đó.
nào nói trước là chịu làm chịu thì thôi. Rồi chút đó em 15 triệu là cái dòng con đó em, dòng con là 15, em có bán lẻ dòng thôi, còn không chịu nào thương em cứu luôn nguyên xếp 29 triệu nguyên xếp, quá rẻ, quá rẻ ghê ghê, quá rẻ ghê ghê các bạn ơi, rẻ tao nói rẻ quá rẻ. Ồ nhưng không có bán bông lẻ được, không mang bông lẻ được. Rồi em có sợi dây mì kim cương màu vàng hồng, mì kim cương vàng hồng 4,5 tấp, bánh ú luôn nha, lâu lâu nó có hồng nha. Rồi em chốt cho anh chịu 250 ngàn, 1,250. Rồi chốt đơn giùm em này 6,025, 6,025 giùm em 1,25, 6,025, 6,025. Rồi Nguyễn My 6,025, Nguyễn My. Rồi anh còn cái set bông mai này. Rồi Nguyễn My 6,025. Rồi nhẫn này em còn có 2 chiếc duy nhất. Trời ơi đẹp đỉnh luôn mấy chị, chốt cho 1,350. Chị Hồng nay mới lấy khách chốt rồi, không kịp rồi, phải like nhanh mới được, đọc tên là không được like. 11 triệu 130, chốt cho 1,350, phải like lên cái em đưa, em chưa đọc tên là được. Ni số 10, 11, 12, 13, 14, 15, giá 1,350,000 mà nhẫn này em bảo đảm với chị thị trường chưa có mẫu này luôn, học cao cấp. 11,130,000 hai chiếc nha. Rồi bông tai mỗi cái em còn có đơn đôi em bán sẵn hết cho mấy chị mới nha mấy chị, mà em còn đơn đôi em sẵn hết đó, còn 6,7 đôi nè. 11,300 chị Kim Anh hồi nãy có chốt 8,1 triệu, có xả 8,1 triệu một cục cưng 113. Dạ có đi nghe cái Vinh nha. Dạ Kim Anh hỏi chị có xả chưa, em báo em. Rồi bông mới 5 đôi em còn đôi, rồi em chốt tặng luôn cho mấy chị luôn giá 1,2 triệu em bán tặng đó, đời mới á. Rồi chốt em 4,200,000, 4,2 triệu. Đây em có cái dòng ban này em mua vốn 1,620 nè, em bán 1,65 này đi 50 nè. Rồi 4,2 đôi này em một mẫu cực kỳ là tinh tươi luôn nghe nè, trời ơi nó đẹp hơn sò hộp cao cấp không, 4,2 triệu thi thọ tặng nhá, 1,2 triệu mà đồ mới quá đã bà đa. Điện hotline đi gặp con Hậu hướng dẫn gửi về nha. Ni em đang cầm đi 50, ni nhỏ hơn cắt bớt, đi lớn hơn thì em đang đưa toàn tan. Rồi chốt giùm em 25,900, 25,900,000, 25,9. Dòng một trơn em không còn đây rồi chị ơi, chắc xả bấm xả cô thương đoàn 20,900 đi không. Rồi xả 20,900, có cái thiệp đó con xả của thương đoàn lên lại cho người khác, nãy có ai muốn mua. Rồi chốt 25,900, 4,2 ai lấy. Rồi 42 ai lấy Vinh dòng đinh ha. Rồi ok em đi, trời ơi này đẹp mấy chị, ban giờ có ai bán nha này. Rồi em có cái ban full nè, 50, 51, 52 mới nè, cũng 165 luôn nè mấy chị. Bây giờ giá vàng này với giá đô này không có giá 165 đâu em uy tín. Bây giờ thị trường cũng là 1,850 hết rồi đó, hoặc rẻ rẻ cũng tầm 7,50 đó, bảo đảm ngợi nhiều hoặc ngợi ít thôi, cái này thì ngợi ít nha. Rồi full luôn mà em này, nó có tổng tan tăng đưa mấy chị, ni tay từ 48 đến 54 đều vừa. Ba bốn hai ba 56,500. Dạ chịu 2 gram là rẻ lắm mà, Mỹ Linh Quỳnh em bao giá 42 em hết. Dạ bàn em hết luôn rồi Thanh Thúy ơi, em còn ở ban full này 56,500, set 29 triệu đẹp không tiền vết đó chế ơi, ban full luôn, ta bán 63, 64 triệu không, 56,500,000. Chế lấy đó đi chế, đem cái em đang ở cặp dòng này mới nè, ni tay 50, 51, 52, 53 đeo được luôn em cặp này, em chốt cho mấy chị mới luôn 145, 1,450. Rồi em chốt cho Thanh Thúy 565, cảm ơn chế, cái đó nó có toàn tan tăng đưa chế, cho nên là cỡ nào cũng vừa. Chặt gọng tụi em lo cho nghe.
Rồi cặp này em có 14.400. Trời ơi nó nhẹ bàng hoàng luôn nè. 14.400.000, từ đi 50 tới 53 đeo được. Lắc lúc em mới về nhóc. Nhiều lắm. À, lắc lúc em mới về cả nồi đem đổ em chơi với nó chị. Không 4.2 ai lấy đây. Cưới mới về quá về. Giờ em đổ rút ra em ấy với mấy chị nha. Có dây hiệu nè mấy chị. Ồ dây hiệu đẹp lắm. À, về quốc một lần cái làng vậy đó. 5-10kg bà lấy đã. 14-4 em chốt cho Trâm Nguyễn nè. Ok chị yêu 1-4-4. Rồi chốt đơn chiêu Trâm Nguyễn. Rồi 14.400. Hàng mới nên chốt 1-4-50 đó. Còn chuyển cọc liền em đi, còn nhiều chị chưa chuyển cọc lắm. Chuyển cọc đi đặng em có tinh thần em lên nữa chứ mấy bà. Rồi em có một cái sợi dây thương hiệu LG 3 cộng thôi đồ hiệu. À mấy chị ơi. Okay. Rồi em chốt cho mấy này mấy chị 1599. Em có 3 sợi cực kỳ đẹp. Nó có dây tăng đưa ở đây luôn em nha, 14-4 ai lấy thôi. 3 cộng thôi, nó có năng tăng đưa ở đây, 4 tấc, 2 tấc, 4 tấc rưỡi, 5 tấc đều được luôn. À, xỉu luôn mà em ha. 3 sợi màu hồng 1599. Dòng cặp màu nó ai lấy rồi gái. Rồi chúc đợt em 7.700.000 dây này. Quá đẹp mấy chị. Ờ em tưởng đâu 11-12 triệu không. 7.700.000 nguyên con. Em có 3 sợi. Rồi em có một cái lắc rút này, 3 sợi trắng 3 sợi hồng. Rút hoa mai trà nồi. Đúng không? Nguyễn Trâm này tự inbox giùm em đi, Trâm Nguyễn 144. À, 77 có 3 cộng, có 3 cộng luôn thật sự luôn. À, rồi Hoàng Mỹ, Trang Sơn, Vân Mèo. À, rồi em hết. 7.700.000 hết sạch nha. Cho em xin điêu cọc liền đi cả nhà, em thương. Em thương mấy chị. Rồi 77. Rồi chốt đơn 77 nè. Xuân nè. Em không dám để người sao sợ lu bu mấy chị. Một bán được hai có nhiều món nha. Em nói mấy chị đừng có nói cho dừa tao mua không bán. Đi chốt cho người bị bơm không. Có nhiều món like 6 lần cũng có luôn. Tại vì chốt xong đã cái nín hình ngoài. Có một chị nha. Mình nên chị 6 cái nít giả luôn, nổi với đường đâu gần. Thiệt sự nít giả vừa vừa thôi chứ nó giả quá không nội em biết. À, vàng 610 nữa em like cho mấy chị là buổi tối nha. Còn à, ban ngày chắc em cũng chưa biết làm sao nữa. Nói không nổi. Dạ em đây có gì em cục gì em nghe. Dạ rồi rồi chị đợi em cái hai, chị đợi em cái tiêu nước cho chị uống cái đi con. Rồi em lỡ lên tay cái này em lên liền. Chị gặp quản lý em được không? Phải là phải em mới được. Rồi 5 phút rồi để em qua cái nào mà vô đợi cái này tại em đang like. Không sao không sao. Đợi em chút mấy chị. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn có điện thoại đi con, chút sau em coi là cái gì rồi em báo ha. Để coi em của em là 070 tứ quý 6229. Rồi lên đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ mẹ, hôm nay cũng bệnh, mẹ bị tai biến á. Dạ. Dạ. Dạ, nó mẹ yếu thôi. Nên là giờ mấy em làm luôn. Dạ. Rồi có gì để em coi sao, cái đem coi kinh tế quỹ em nó sao, em báo chị Nhiêu nha. Rồi. Dạ đúng rồi, thì nhiều ít gì em cũng sẽ ủng hộ, nhưng mà để coi là kinh phí mình Nhiêu nha, chị. Dạ, dạ. Rồi bây giờ em chốt đơn cho mấy chị luôn, mà em 8,2 triệu, em có 3 cái màu trắng. Rồi màu hồng là 8,3 triệu đây mấy chị, mi tay 55, 56 cho lại ok. Trời ơi đẹp dữ lắm, dòng 15 triệu là dòng nào gái yêu. À, hàng lít su gì không nè mấy bạn ơi. Ba con. Gì vậy? Em lặng gì ứ ngoài trời ứ ngoài. Đâu chưa ngày gấu não cuộc đời nó này. Đây em có 3 chiếc 8,2 triệu. Màu trắng 8,2 triệu. À, nè. Đẹp xuất sắc cho mấy chị, mi tay 55, 56 cho lại đây ok. À, 7,7 triệu là con xã cô yêu 77 Xuân Trang đi. Con chốt 77 là cho ai đi con? 77 à. 77 con lại cứu cô Phan Hoàng trắng tươi đi con. Làn da của Bạch Tiết. Rồi chốt đơn 8,2 triệu. Mi tay 55, 56 dùm em. Ok, tặng lì xì tiếp. Rồi trời mấy chị đẹp lắm mấy chị, ba cái hoa chà nòi có toàn tên tăng đưa à, thương hiệu chà nòi Mỹ Linh 82, Anna 82 hết. Ui nhanh như trời vậy, nhanh như đỏ ha, nè con 82 rồi, 82 rồi tới 83 mấy chị nè con, bỏ vô cái chuyện nói chày. Rồi lắc mũi tên của hiệu luôn em nè, BBL. Em có 2 trắng 1 hồng. Rồi 15 trong set bộ. Rồi ok chốt. Rồi 83 là em chốt chơi, là em có 3 con. Chị gửi lì xì em nhé, ok gửi 50 tỷ. Đợi tôi chút từ từ để tôi làm lộn nha. Lớp ơi đợi tôi ship lớp ơi. Rồi em gái miền quê 83. Rồi Trang Nguyễn 83. Mấy chị nếu mà xả đơn trong tin nhắn phải có đơn xả, phải có tin nhắn xả nha. Mấy chị xả đơn mà nói chị xả trong tin nhắn, chị xả trên live mà không có đẩy là không chịu nha. Để mất công chị mình mít lòng nha. Thí dụ như em, em có đám xả, đám xả nhưng mà phải có tin nhắn vô đàng hoàng, không có thì nhắc em. Nhắc đến khi nào mà em có tin nhắn xả cho các chị thôi. Rồi tâm ba em hết. 1599 hả con ơi, cái lời lớn này đâu kệ. Tâm ba kệ nó. Rồi tình yêu Lan Phương 83, tôi hết 83. Rồi dây trái tim em có 3 dây à, xả luôn 77 ngay chứ ơi, 77 người ta mua, ta, em 83 ta lấy luôn rồi, hết rồi. Đồ săn tiện mấy chị gắn tranh thủ lên giùm em. Nè, à, giá quá yêu thương đông đầy đó mấy chị ơi. Chốt cho 1599 luôn, trái tim Tiffany hoặc Amaro. Amaro là Amaro đó. Chốt đơn 69 696. Lì xì 50 tỷ màu hồng đó ba. Màu hồng á. Rồi em chốt đơn cho bạn này, em có 3 bạn. Ô mê lý. À lên sòn đi chị ha. Rồi rồi. Để em. Rồi cho tình yêu Trâm Nguyễn nhà em 696. Tối á thì sợ lên thì tới ngày mai nói chuyện không nổi. Mà còn lên 1k thì nó không thấm thía ở đâu á. Thiệt sự. Đó 960 Ngọc Hiền, Trâm Nguyễn, Mỹ Duyên. Trâm Nguyễn chuyển cọc chưa? Rồi em hết dây. Đang bán đắt quá trời nè với lại à, cho bữa nay ý không gà em like sòn quá sòn à. Bỏ cù bơ cù bắp mà mấy chị biết không? Em nói thật sự nha. Em làm ăn lên giống như đó giờ em làm ăn lên là từ ý mà em phất lên. Rồi em chịu à, hết rồi. Em có cái lắc chân này mấy chị. Chàng ơi lắc chân đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. À, lắc chân gấu LG. Muốn đeo chân thì chứng đeo tay. Tay em có 3. Ừ đang lấy ý nó ngon lòng quá. Nhắn cho em xin tối nay em lay sòn nữa. Tại qua mất đi nhậu không có lay. Tối nay em lay sòn.
Rồi cho em 1599 luôn, em 11.200, em có 3 con. Bao đẹp nha, hàng VIP luôn mà em nha mấy chị. Đó, nè. Thời buổi này mấy chị gấu nó thấy cưng không? Đó, sắp tới 8 tháng 3 bây giờ mua đi nha, em làm việc chậm tới đó là vừa đó. 112. Rồi em chúc cho Phạm. À, Phạm. Em có 3 chiếc rồi mấy chị, đẹp lắm. Đẹp đền chứ. Chúc cho Phạm. À, em tối nay lên sòn chắc thiệt. À, em không có bơm đâu. Em qua mất đi nhậu. Đi nhậu mà vô uống cho đó như cục cứt mất bươi tới trời ơi trời, sao đi vô đốt người ta rồi cuối cùng tới giọng năn nỉ thôi 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 xin đi mà được cái nghe mấy chị em dạ, nhậu cái mẹ chồng nó ê tới nhìn mẹ không có nhậu nha, mẹ chồng không có nhậu, mẹ chồng nói ê tới nhìn nó mẹ sao mẹ đó mới đi chùa hả. À, nay mười một mai đi luôn, mai buổi trưa đi, buổi tối đi cũng được chứ mát đỡ đen nha. Ê, bữa nay có mua bông ơi, cúng ăn bật trái cây gì cho con ơi. Sáng kia con về cúng chân, dặn chú gì hỏm thôi. Rồi em có mấy chị mũi tên nè. Em có hai cái màu trắng. Rồi gieo lời duyên này em có 3 sợi. Chị ơi, xả trên like không sao đúng không? Đúng rồi. Xả dưới like với đánh đổi về chứ. Có nhiều chị tự giờ comment trước mà em có đọc đâu, không đánh đỡ về hết trơn. Hoặc nhiều khi mấy chị chốt xong mấy chị đổi mẫu hoài, mấy chị chữ nó hoài. Gọi trên lầu nó tự đánh, ai biết vụ gì trên lầu đó. Đây 5.2 triệu, gieo là vi có 3 cộng. Ờ mấy chị ơi, gam cũng lời tới 30 ngàn bạc nữa. À, mà ví dụ như 3 gam lời có 90 ngàn bạc thua cáo Quảng Châu nữa. Nhiều khi bán tiếp chống nắng lại 200 ngàn này. Mà vốn không có nhiều trơn, mà cộng dây mấy chị biết không. À, cộng dây gì vốn 5-6 triệu lời 90 ngàn bạc đóng gói hết luôn mua cái kia còn không có mua bảo hiểm đi, mấy quỷ này mua bảo hiểm đó mấy chị ơi. Chính ra 5.2 triệu bà Thủy Tiên nè, nói nhiều khi cho mấy chị thương thiệt mà tại cái nghề vàng em mê rồi mấy chị, chứ hồi xưa có nhiều các bạn có đứa có em nó kêu bán mỹ phẩm đi còn lời nữa, bán mỹ phẩm mà mấy chị lấy số lượng nhiều nha mấy chị, được bớt phần trăm nhiều lắm, 30% là bình thường thôi, mới là có chi nhánh thôi, mới gọi là giống như chi nhánh hơi xa xa đó, mấy chị mà lấy mà ấy mà nhập vô nó là nhiều lắm, nhưng mà mấy chị cũng không trách người ta được, tại vì tồn không có tiền, cho nên là thông cảm, ai bán quần áo bán mỹ phẩm là người ta lời nhiều đúng rồi. Gì á, này 7.7 kia nè, 5.2 triệu chốt cho Nhã Hương nè, Di nè. Nói chuyện hoài không có đồng bạc vô. 52. À, rồi lắc chân là 11.200 cộng cái. Nó chụp hóa đơn cho em chưa, cục vàng ơi. Qua tiên nó có bị đánh. Một số chị nào bị đánh á, tụi nó trên lòng nó đánh á. Nhiều khi khó á chị. Chốt xong cái đã đời nhiều khi chốt xong cái đổi mẫu lùm lùm cái tới lúc ấy cái mấy chị chữ chịu không nổi, xả like bình thường. Cũng ngon nghiệp nhiều chị chữ. Có nhiều anh nha, xin đi tay cái anh nói vậy nè. Đúng má nó xin đi tay. Kêu đó đi. Chứ trời ơi mình sợ ship xa nó không vừa nó mấy chị ơi, mà mấy anh chữ chị không nói. Nó chữ hề không. Mà thôi kệ đi ship đi. Chặt giọng kệ người ta. Tại mấy anh mua tặng bồ cái gì đó. Rồi mấy anh làm bất ngờ. Mà mình thì mình muốn là đi xe lỡ nó không vừa nãy rồi sao? Đúng má nó đi. Rồi trời ơi ông chữ, nào cái cầu có cần thôi đi. À, 11.200 hỏi rồi lo chú ông chữ nữa vợ nè. Xin đi mà hỏi xin đi hoài không chờ. Tôi cũng mắc cười tôi. Rồi dây đồng tiền đây. 5.2 triệu dính hết rồi. Panora dính về màu trắng. À, đây. Xong chưa em gái chị nè, Mai Liên. Chuẩn bị súng liền Mai Liên, nó ra nè Mai Liên. Rồi con đứng đi chưa? À, chiên trận đâu có ra đánh bơm đâu, tôi có người hơn lần nè. À, chú giao đồ, ông chạy cho nó mà không xúc cái cốt luôn nha. Đợi ra chụp hình nha. Nó đẹp thì nó đau.
Coi trời ơi, đít bự quá, quỷ đi. Xin nha. Đồng hồ không đâu thay được đâu. Thiệt luôn, biết sao không? Hình như thay mặt kiến đó em biết sao không? Tại vì cái hãng của nó là nó đâu có về nữa mà em về nước vô cũng vậy à. Em thay em tốn mấy trăm ngàn nước vô cũng vậy hả? Em để dành tiền thôi. Ờ, dành tiền mua khác đi. Em đi thay tốn mấy trăm ngàn mà về cũng không đeo được đâu, bảo đảm. Vì cái kiến, cái mặt kiến của nó khác. Rồi, cháu đơn em dây chuyền em nè. Của Hương Đoàn xã. Chuyền ơi, dây chuyền 7.680.000 với đồng tiền. Cực kỳ đẹp luôn em, 7.680. Nhẫn năm mày học ý phải không? Rồi, để em coi lên nè, trời có 3 cộng mấy chị ơi. Mới về, cực kỳ đẹp. Biết luôn em, hàng mới nè. Quá dễ thương. Quá dễ thương, thường thường à. Em có Yellow Vina xong chưa? 768 em có 3 giây. Rồi, Vinh cảm ơn gái, 768. Rồi, chúc tình yêu Trần Thị Trân em. Cái dây này nói chị biết không, em chỉ nè. Nó có 2-3 cái nắp tân luôn em. Đó, chứ chẳng hạn chị nào muốn đeo ngắn ở trong thì xích trong này. Vì dựa ở đây. Còn u nu u na thì ở trên. Đó, cho nên là giống như là XML đều đeo được. Rồi, tình yêu An Nhiên à, chụp lắc 112 hay sao. Rồi, hết nha, 768 hết. Dây nam có 2 cộng chà bá lửa 5 tấc với 6 tấc. Trời ơi, đẹp trai quá. Trời ơi, đeo cái đi bị ôm là nó bù đầy nha. Bù dữ lắm, thế đeo dây chuyền bự quá nè. 768 An Nhiên. Rồi, VV 768 à, chốt 768-10. Rồi, em lên cộng lớn nhất quý vị. 2 cộng na ná, cộng 9, cộng 10, 6 tấc chồng đầu luôn em. 1599 nha. Vì sang chừng vô của mình nên anh bo luôn đó mấy. Nên trả tiền luôn nha. Rồi cháu đơm em, trời ơi mấy chị, em tưởng nó 100 gram mà ai ngờ nó có 50 mấy gram à. À, chiều dài 6 tấc 81.500.000. Mỹ Linh xả 8.2. Xả 8.200.000. Có bông một bẹt hả gái? Còn bẹt đang đặt đó Ni ơi. Chị đang hôm nay chị đang đầu tư bẹt cái thương hiệu Trà Nòi mà có đôi bông mà tới cái Vinh đi Phú Quốc đó. À. À. Cực kỳ đỉnh đẹp luôn em. Chiều dài 6 tấc nha, 81.500. 81.500.000. Chị ơi, để đẹp lắm, xinh lắm. Thế à, 81.500 á. Rồi lắc này. Dây này em có 3 sợi nha. Em chốt cho 1599. Chờ nó chứ thật sự mấy chị giờ nhiều khi mấy chị ở ngoài mấy chị thấy gì chứ. Mấy chị vô trong quán bia mà mấy chị thôi hỡi ơi lắm ba ơi, đồ ăn ta ngon lắm. Không phải như của chị em nhà mình đâu, đen thủi đen thui nó ha. Ngon ngon mới lớn, 23 tuổi lên không được đi làm rồi. Các bạn nhiêu tuổi? Đồ ăn các bạn ngon không? Làm gì ngon? Dạ. Nói chứ mấy chị không đeo cũng vậy hả, không đeo vô cũng vậy hả. À, kệ, không đeo nó cũng tiếp vậy mà đeo nó cũng tiếp vậy à. Rồi chúc được em 1599. 6.450.000. Tôi có uống đi uống giờ ông chồng tôi rồi nha. Tôi đi một lần cái tôi vô trời ơi tôi hết hồn vía.
tụi nó dí cái tôi nhìn xíu lê vậy cái nhìn gì đó ê chồng nó có đâu có đâu. Đi uống bia một lần với chồng tôi là tôi hết hồn rồi ba ơi. 6 4 40 có ba cộng mới về mì kim cương á chế chế lấy mới hay chế lấy sao mới em lên mới như nè 6 4 4 rồi chỗ em có cái rút này em có được 5 cộng 6 4 4 ý đó Linh ơi có 3 giây à bao xin bao xin 6 4 40 vậy Nam tấm mấy triệu nha em có vậy Nam đủ cỡ với mấy chị luôn nè em về cả đóng với mấy chị nè à, bông van màu xanh ok à, Thái Thanh 6 4 4 rồi mới sao bồng lấy nãy có cộng dây 22 năm đó cái từ giờ không có không coi like hả cái từ giờ chứ không có coi like hay vậy nè con như Nam nè con chụp cái đi con gái yêu từ 30 tới 80 đầy đủ luôn em á 30 40 50 nè con gái yêu ăn liền con gái miền Tây rồi chị nào hỏi em lắc rút đâu đây lắc rút đây về mấy chục cộng lắc rút phục vụ với bà con sau Tết đeo gũng gỉnh chụp hình selfie cho em coi nha rồi lắc rút cái rồi quá trời đẹp em có 5 cái ni tay 55 trở lại em đeo được rút 1599 644 Hoàng Mỹ 6 4 4 10 chăm lấy luôn đi tối nay em lên sợ à, còn xong tắt cái này mà em còn hơi đó thì em lên 610 tắt xong lên liền cho nó khác ca cho dễ rồi em chúc đơn mấy chị 777 ba số 7 lai sòn cho chị Vinh ngán chị Vinh 7 giờ đi nha 6:45 7 giờ đi 6:45 lên lai ra là vừa 7 giờ mấy người vô đông ba số 7 có 5 chiếc ồ nó xinh mấy bạn ơi dễ thương lắm bình thường tôi không có tiền lấy tới 5 chiếc đâu mà này tôi lấy 5 chiếc luôn rồi tôi cũng sợ bị tồn á nó tồn nó sẽ bị lô là bị lỗ đó à cực kỳ đẹp chưa em gái rồi lắc rút bao nhiêu tiền 7 triệu 770 có màu trắng không có màu hồng ừ, đẹp chưa ni tay với 55 giùm em lại này rồi lắc chân xả luôn cô Trần Cẩm Hồng nào xả lấy ra con xả 112 tuần có sao không con chiếu đi Sài Gòn nó khám bao tử đi con chứ không ăn uống chưa không nhầm nhá đi Sài Gòn không Hà Lan em gái quê VV Trang Trinh Phương Trần hết ok xong tiếp tục giùm em là con rút này ba con mùa này ở đâu ra mấy bà mua giá này mấy bạn ơi à. Rồi chuyển giùm tôi không có đổi ý tới luôn nha tôi mấy đứa có đánh mấy bà bơm hàng mà tôi lì tôi đọc nổ la tôi nói lên chả nó giận rồi đó nè con Kim Anh nó sao nó cô ơi con đã đánh rồi mà em cứ cho cơ hội mà hoài em suy nghĩ nhiều khi bữa đó mấy bà không vui trong người mấy bà vậy rồi chứ ai đâu mà bỏ thời gian ngồi thời gian mà vui chơi mà chốt con chi cho nó cực khổ mà không mua mà nó nói không mua thiệt cô ơi nói gì đó trời ơi đau lòng chiến sĩ đây rồi em có cái gút rồi 777 em hết nha 54D hình như còn á không có dùng bill nha bên em không chịu dùng bill nha chỉ dùng bill trong vòng một ngày thôi thí dụ nguyên bữa nay chút buổi sáng buổi chiều gì đó là dùng bill một ngày không có dùng bill rồi cái này ủa đâu rồi đây em có ba con này ni tay dưới ni 55 là đeo ok 55 trở lại rồi chụp chân nhá rồi chụp đăng lên cho người ta biết mày vào rồi rút giùm em 77 hết rồi mèo ơi rồi chốt luôn em 12.850.000 12.850.000 à, dạ like ngày nào dồn ngày đó đó mấy chị đây rút đây thử lô vô làm gì nè chị em nghĩ là tầm đi 53 trở lại thôi chứ em thì không có 55 đâu đó 77 hết rồi nè đẹp gì nè sáng trưng như chân gầm 15 em cháu cho Hạnh Phạm 8.2 à, lên đơn Hạnh Phạm 82 dạ gói lắc bi luôn chế
Cô ba chiếc mấy chế ơi, ni tay dưới đi 53, 54 cho lại đeo được nha. Ở trong mấy chị đeo sao không được mà sợ 55 ở ngoài cái tay nó ú. Vô cái chỗ này nó hơi bị đau vì nó phải chồng từ ngoài vô nha. Tay ai mà ví dụ uống đu uống nào quá thì không được. Còn vô trong là cỡ đi 55 vẫn vô tư. Rồi cho em 8,2 triệu. Kiều Anh. Rồi chị yêu Hạnh Phạm. Dòng nhân đang đây 27,3 triệu CD hiệu 1599. 1550 ni ơi, 1550 ni. Dòng chìa khóa này mới mà tại có một chiếc nha mấy chị, nhưng mà dòng cũ ha. Rồi ni tay 50, 51, 52 chìa khóa. Đẹp ha mấy chị, xuất sắc ha. Em chốt cho 1599 luôn chìa khóa này. Ngọc Vân ha, chén quá ha. Mới thấy Ngọc Vân luôn đó bà. 273 Ngọc Ni ơi, 16,8. Trời ơi, dòng chìa khóa quá dễ thương. 16,800. Bông này em về được có 2 đôi lớn, 3 đôi nhỏ. Đỉnh luôn mà em đeo lên cực kỳ đẹp, 2 đôi em mấy chị. Chốt giùm em 888, 3 số 8. Tứ quý phát tài. Thấy chị không? Thấy. Dung My thấy chị không? Thấy. Đây, mới thấy luôn đó bạn. 8,880. Chàng ơi, nó tay rồi, em lên đồ sale cho em cái nha. Rồi dây này rồi bính này em về được cho mấy chị, em về cho mấy chị được 10 dây bính, 4 bính cực kỳ đẹp luôn. Em 4,5 tấc, em có 5+4,5 tấc, 5+5 tấc giùm em bính. Em chốt cho 1,599,000. Rồi 4,5 tấc em có 6 dây, 5 tấc em có 5 dây. Bông nhân đang đeo 8,880,000. Rồi em lên 4,5 tấc trước nha mấy chị, 6 cộng nha. 4,5 tấc, 6 cộng. Rồi chốt giùm em là 13,800. Ô mê lý 4,5, 13,8. Được, cho em liền. Ok, được gái. Đây đó. Bông có 2 rồi, gắn kiếm hơn cú chị. Rồi 13,8 giùm em. Dòng 51 màu hồng á. Rồi để em coi. Đó mấy chị, bính này cực kỳ đẹp nha. Xuất sắc giùm em đó. Một này 1599. Mới. Không có dính tóc. Không có dính tóc. Rồi lắc mũi tên này mấy chị. Em có 2 cộng màu trắng, 1 cộng màu hồng. Đó mấy chị cũng đeo mặt cũng được, không mặc cũng được luôn mấy em. Ni tay dưới đi 55 là ok nha mấy chị. Em có 2 chiếc xả cho Hoàng Mỹ 77. Xả 77, ok Hoàng Mỹ yêu. Cái này đi 1599 bé đẹp. Tại vì đó bính chị nhập cũng hơi cao, kệ đi cứ mua giá nào nó đổi giá đó. Giữ quá đơn trong vòng 6 tháng này quá đơn. Còn ví dụ như có lên xuống cũng tầm 50,000 cũng ổn hết. Rồi 13,800 tình yêu Jenny Trần. Rồi để em lên 13,8. Vô trong coi đi, có chị đưa con cộng bính đó, có gì tính 1599 nha bạn, đừng tính 165 nha. Rồi 1599 luôn cả nhà, 10,770,000, đẹp quá. Em có 2 màu trắng, 1 màu hồng. Rồi em chốt tình yêu 138 có tình yêu. Đưa nhanh lừa lại cho chị con chị kia quan trọng hơn. Em kem sợ, em lấy điện thoại em chụp lại đi. Chị đang làm chuyện quan trọng. Có nghĩa là em chụp lại đi rồi là em làm đi rồi đưa điện thoại chị có một chuyện quan trọng không. Rồi, chúc đơm em 10,760,000. Ok kìa. 13,8 là Vinh đang đeo còn nha. Rồi 10,760,000. Rồi màu hồng cũng có 1+1 nè. Ok, chị Anna Trinh sao 8,2 triệu. 8,2 cho mẹ con ơi. Dòng tay của Vinh đang đeo á, vàng 610 chị đeo trong tháng đổi lỗ 50, qua trong tháng bán lỗ 250, qua tháng là 100 với 300. Đồ sợ đồ 610 lạ với lại đồ gãy là 150 nha mấy chị. Rồi 10,760 là màu hồng. Rồi em cho tình yêu Nguyễn Tiền 10,760. Rồi chốt đơn.
Ví dụ mấy chị vỏ sòn hay vàng Italy hay là vàng 610 đổi qua đổi lại được nha. Không có đổi qua 23k với lại hộp thôi. Rồi chút đây mềm em còn màu trắng thôi. Màu hồng tiền lấy thôi. Em còn màu trắng nha. Rồi màu trắng giùm em là 10 triệu 800 cho dễ nhé. Tiền ơi chị lấy màu hồng đúng không tiền? Tiền ơi chị lấy màu hồng đúng không? Trời em có ba cái lắc ba này quá trời đẹp luôn. À, ba chiếc có toàn tem tăng đường. Đồ đẹp giùm em. Rồi, vậy là chị màu hồng còn nha, vậy là xả hồng con ơi. Xả hồng. Vậy là lấy trắng. Hồng còn đó em đi ơi, em lấy đi đẹp mà. Rồi 10 triệu 800 là lấy trắng. Rồi màu trắng. 22 triệu 500 đó Quỳnh Trang còn đó cơ. 22 triệu 500 đó Quỳnh Trang. Rồi vậy là tôi còn một trắng một hồng nha bạn em. Đưa lên màu hồng này mẹ đi. Màu hồng còn một trắng một hồng rồi em lên cái sale không? Rồi em lên đầu sale cho. À, em có mặc túi tiền không? Dạ có. Trời ơi. Em lên cho cái này. Cháu giùm em 15 triệu 400. Trời ơi đẹp quá. Mấy chị có 3 chiếc luôn. À, trang toàn trăm đẹp. À, 6 ly 3 nước đê xin lỗi chúng em ơi. Ồ có sao không gái? Sao không gái? Ồ sao chúng 15 triệu 400 ngàn giùm em. Em có 3 chiếc toàn trang tăng đường. Bông đang đeo là 1599 8 triệu 870. À 888 3 số 8. Có hai đôi à. Đây đẹp gì nè. Hai đôi luôn. Đẹp xuất sắc. Rồi 15 triệu 400 giùm em Pandora nha. Đấy nè. À 1650 đó cưng nghèo. Giá like đó cưng. À, rồi dây dinh đang đeo là 13.8 15.4 cho Minh Hà. À, đẹp quá trời em có 2 con 3 con 15.4 dây đang đeo 13.8 đẹp xuất sắc chị ơi. Hèn men đen nó mà bán nó 1.5 triệu mấy. Đó bông đang đeo 3 số 8 chứ. Bông đang đeo là 3 số 8. Đang đeo là 3 số 8. Ồ, cái lắc này em về được 4 con, 5 con, 3 con, 4 con. À, LG luôn em có mang hàng vàng. Trời ơi, có thùng tan tăng đưa đẹp cực kỳ mấy chị. Bên hông của nó là loại này. Mì kim cương bánh ú luôn em nè. Mít cực kỳ đẹp, em có 3 chiếc. 1599. Và 13.8 là con chụp gì bính với tình yêu kim nhanh coi, 1.38. Ok nhanh. 1.38. Đâu đo hả chị, coi cái ni này của chị nè. Rồi, tới giùm em 9.760. 9760 đây à, nguyên một cái lắc LG thương hiệu LG em có 3 cái 9.760.000 nhà mềm bây giờ có 3 đẹp luôn. À, đây cái đai bên hông nè xuất sắc những chữ T dính hết rồi 976 đây à. Rồi ok tình yêu Nhung Nguyễn nhà mềm 3 chiếc em có nhiều rồi em lên đầu xe chân chút. Rồi dây này em 4 tắc 2 kiểu đẹp luôn, sáng chân. Em xem cho 1250. Rồi 976. Rồi tình yêu Nhung Nguyễn 976. Rồi 6138. Rồi lấy 976. 138. Anh nghe chưa có lấy 976 chị báo lại. Rồi dây bính 138 con chụp cho Lon Anh Phạm chụp 138. Rồi chúc đàm em 19.100 xã 144. Quá đẹp giùm em nha. Mấy chị mẫu mới luôn á. 19.100 4 tắc 2 chụp bính cho lần. Này 4 tắc 2 nha mấy chị. 19.100. Rồi em cho tình yêu Chinh Chinh. Chinh Chinh 191.
Em có đôi bông này em sale cho 1.1 triệu. Quá trời đẹp ha. À, đẹp luôn, em sale cho 1.1. Rồi chốt giùm em là 3.960.000. Rồi 9B6 vô cho Hana Nguyễn. Vô cái lắc tay đó con. À. Rồi xã kia 763. Xã đừng đi ha. Rồi chốt đơn em 3960. Rồi Ngọc Dân 396. Rồi chuyển nhầm đi cục nghìn yêu của tôi. Qua tiên tôi xả rồi mà. À, sorry, trong miệng tôi xả 144 rồi cục gì. Bạn nhận được tin nhắn chưa? Rồi đôi này em tặng cho Giang Hồng 1350 luôn nè. 1350. Rồi chốt đơn em 9.260.000. 926 Giang Hồng. Bông đang đeo là 8.880. Bàn số 8 chờ tay muốn chết luôn anh chị ơi. Sáng chân mà tay. Đồ lai ngày hôm qua. Là gì vậy? Trong đó đó. Trong mâm á. Nó không nhớ nữa. Giờ là nhìn đi. Giờ nó mày hổ nó cũng đâu biết đâu. 65 triệu Quỳnh Trang. Đưa nó không biết rồi. Nó cũng có biết đâu, phải chi nó biết đâu. 976 còn chiếc nha. Hồi nãy là LG, còn này là Chà nồi dùm em. Rồi cho đơn em 9.520. 13.800 là cái này. Chịu có nó bưng lên em lựa đi. Tại vì nhiều quá nó biết nhiều vậy đó. Mầm đó không được, em bưng lại mầm đó đi. Em lấy mầm kia 9530. 9.530. Hai giấy chị Quỳnh Trang ơi, giá yêu thương. Hai giấy chị. Rồi lúc này em có 3 chiếc. 2. Mọi thứ em có 2. À đây, à, chìa khóa với ổ khóa chục cái tiền. Rồi 1599. Rồi 953 tình yêu Jenny Trần. 953 cho Jenny. Rồi cho em 9.700.000. Em có 2. Anita 5556 cho lại luôn mà em nha. 13.8 mà lấy gì bính cho con Quyền tình yêu Kim nhanh. Hồi nãy chị kia xã 144 của cô Trâm đó, con nhớ cái hình không? Đâu nhớ nổi phải không? Nhớ không nổi là cẩm bồ rồi, không cẩm nha. Rồi 9.700.000 giùm em là cái này. Ni tay 53, 54 cho lại giùm em nha. 7 giờ tình yêu qua tiền. 6:45 lên đây kìa. Cặp dòng cái gì á. Rồi lắc khúc giùm em 9.700.000 nè. Đó là cặp dòng đó bà ơi. 3.960 nó 2 chốt rồi. Lắc tay rút mà có 9.700.000 đấy cưng không? Rồi cái này dùm em. Trời ơi đẹp xuất sắc chưa. Kiều Anh xã 82. Rồi chốt đơn 9.700.000 cái lắc kia. Rồi cái này dùm em lắc ngôi sao. Chị nó có dây 5 tắc đó nữa, chị lấy 5 tắc đi chị Kim Thanh. 13.8 chị kêu nó lấy 5 tắc cho chị nè, để em căng 5 tắc cho. Chị kêu thêm chị. Chị. Nè cái này có 5 tắc nè chị gái. Mười lăm triệu 700 năm tóc nè. Rồi kim nhanh giùm em 15.7 lấy năm tóc giùm em. 953 ai lấy ơi, còn 976 không ai lê. Nè chiều dài 5 tóc luôn nè bạn. Rồi cái chị xã 8.2 con nhớ hình không? 82 nó của chị nào mới xã đó. Rồi con chốt lên cho anh Nam. Chiều quanh xã 82 con chốt lên cho anh Nam chưa. Rồi từ từ đợi em cái cẩm bộ lấy cặp vòng đúng không? Đợi tôi chút. Rồi bây giờ chốt dây cho mấy chị luôn. Rồi dây xeo đẹp dây chữ công nè. 5 tấc
em chốt cho 1250, em nghe cũng vậy. Rồi đợi em cái chị. Kêu nước chịu này không ở đây giao vậy chị, nên kêu mọi cái viên xuống nha. 144 con vô tình yêu à, kêu cà cà phê chị uống không ơi, cà đường gặp ai. Đẹp gái có tưởng gì kiều nữa không à. 144 con vô cặp vòng tình yêu cẩm bồ chưa? Thâm Lâm Ngọc Dân ơi, medium blue nha, không phải non nha. 6.100.000. Rồi chiều dài 5 tấc giùm em cắt ngắn được nha, 6.100.000. Rồi kết thúc livestream này, nghe em có cắt đây. Rồi tối nay gặp lại. Cảm ơn, bye bye.